Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của câu chuyện tối qua chúng ta đang nghe của tác giả Kiến Lương rất là hay. Và sau kế phần kết này, dài khoảng 50 phút đồng hồ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng. Mời tất cả quý vị sẽ cùng đồng hành cùng thuận hết toàn bộ video ngày hôm nay nhé. Với những tập truyện có rất là nhiều những kịch tính hấp dẫn và sự bất ngờ dành cho quý vị mời quý vị cùng đoàn nghe ngay sau đây thấy vị bác sĩ nhìn chằm chằm thanh đoàn kiếm trong tay mình tân mới chột dạ giấu ra đằng sau áo đúng lúc này hai người bảo vệ cũng ập vào xông thẳng tới chỗ anh để kiểm tra họ tìm thấy thanh đoàn kiếm trong người tân nhưng lại chẳng thấy tím máu nào dính trên người như điệu bộ nhem nhuốc bẩn thỉu của anh lúc nãy cả trên thanh đoàn kiếm cũng chẳng có gì lạ hai tay bảo vệ nhìn nhau chẳng lẽ trước đó họ lại nhìn thấy ảo giác khi người tân đầy máu cầm theo thanh kiếm máu rớt ròng ròng xông thẳng vào bệnh viện tuy vậy một người đang đêm hôm lại cầm theo thanh kiếm nhỏ chạy vào bệnh viện cũng là một việc không bình thường rồi nên họ vẫn muốn bắt tân giao lên chính quyền tân đang luống cuống không biết giải thích sao thì vị bác sĩ đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng chỉ là một món đồ chơi thôi mà vị bác sĩ cười giả lạ với hai người bảo vệ là tôi mê mấy thứ đồ cổ như thế này vừa hay biết anh bạn đây có một món ưng ý nên đã bảo anh ấy mang tới cho tôi xem không có việc gì đâu hai cậu trở về làm việc tiếp đi à thì ra là bác sĩ hoàng một người bảo vệ cười với vị bác sĩ nếu bác sĩ hoàng đã nói như vậy rồi thì chúng tôi xin phép hai người bảo vệ sau đó rời đi tân mới thở phào nhẹ nhõm anh không biết tính chất của sự việc lại nghiêm trọng như thế may mà à, cảm ơn bác sĩ tân nhìn bác sĩ hoàng sau chợt nhớ ra gì đó bèn rút ví ra đưa cho bác sĩ hoàng một tờ danh thiếp tôi là tân làm kinh doanh bất động sản đây là số điện thoại của tôi nếu bạn tôi mà có vấn đề gì thì bác sĩ cứ gọi tôi cho tiện bác sĩ hoàng cầm tấm danh thiếp của tân nhìn chăm chú tuy nhiên lúc tân đóng ví lại định cất đi thì bác sĩ hoàng bất ngờ lên tiếng gương mặt mới đó đã trở nên căng cứng lạ thường ánh mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh tân và một cô gái được anh bỏ trong ví đây là à đây là vợ tôi cô ấy tân đang nói vội dừng lại cũng chẳng hay ho gì khi kể chuyện của mình cho một người mới quen thế rồi anh gập ví cất vào trong túi quần cúi chào bác sĩ hoàng rồi đi thẳng tới chỗ khánh bác sĩ hoàng cũng nhanh chóng rời đi vừa bước ra khỏi phòng ông đã chợt dừng lại đôi mắt xuyên qua khe cửa hẹp nhìn vào trong ánh mắt sắc lạnh còn hơi thở bỗng trở nên gấp gáp bác sĩ hoàng đi rồi tân mới bắt đầu hỏi chuyện khánh ánh mắt run rẩy nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng khi thấy rõ ràng ở đây không có những vong hồn của những bào thai thì mới thở phào nhẹ nhõm khi nãy có chuyện gì vậy tân nhìn khánh thận trọng hỏi anh có thấy những vong hồn bào thai chứ gì khánh như mọi lần lại đoán được tân muốn hỏi gì khóe miệng liền nhếch lên như một thói quen chúng đã ở đây rất nhiều còn suýt nữa giết chết tôi nữa cũng may có bác sĩ hoàng đến kịp thời không thì tôi cũng vậy tân than thở tôi bị chính vong hồn bào thai mà chúng ta đã nhìn thấy đêm đầu tiên ở nhà anh tấn công nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng nó lại tha cho tôi và còn Tân đang nói thì dừng lại, sống lưng bóng lạnh toát, ngập ngừng không biết có nên nói điều này cho Khánh biết không. Thấy biểu hiện không bình thường của Tân, Khánh lập tức hỏi ngay. Còn gì? Nó bảo thai đó. Tân ấp úng. Lúc thì gọi tôi là bố, lúc thì lại nói là không phải. Tôi, tôi cũng lại có một cảm giác thân thuộc với nó nữa. Chẳng hiểu là tại sao vậy ra đó là lý do mà nó chỉ tạo ra những cảnh tượng hái hùng làm anh sợ chứ không ra tay với anh khánh trao mày sau đó ngẩng lên hỏi tân anh có nghĩ vợ anh đã có thai trước đó và đã phá nó không không thể nào tân ngay lập tức trả lời tôi rất tôn trọng mai trước đêm tân hôn tuyệt đối chưa từng đụng tới người cô ấy thì làm sao tân đang nói một hình ảnh chợt xẹt qua đầu khiến anh chết lặng. Gương mặt anh tỏ ra hoảng hốt, mắt trợn trừng nhìn Khánh. Chẳng ai biết được lúc này toàn thân anh đã cứng ngắc, lạnh toát, ngoại trừ anh. Có chuyện gì vậy? Khánh lo lắng hỏi. Anh nhớ ra điều gì sao? Tân không trả lời Khánh, mắt nhìn thanh đoàn kiếm rồi giao lại cho người bạn đồng hành. Vì tin rằng lúc này Khánh mới là người cần bảo bối này hơn. Rồi tân quay người trước đó chỉ nói với khánh một câu mà không nhìn anh bạn tôi đi đằng này một lát tân lao ra khỏi bệnh viện vừa lúc trời đổ mưa dữ rồi nhưng anh mặc kệ bởi giờ đây mọi giác quan trong cơ thể anh đều đã ngừng hoạt động không thể cảm nhận được nỗi đau nữa rồi bác sĩ hoàng đứng khoanh tay ở hành lang bệnh viện nhìn tân chìm dưới cơn mưa trong đêm tối hai hàng lông mày nhăn rịt đúng lúc này điện hành lang chập chờn rồi tắt ngấm khiến bác sĩ hoàng giật mình hốt hoảng đi vào trong trong bóng đêm chỉ còn những đôi mắt đỏ ngầu thoát ẩn thoát hiện cùng những tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên khánh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra đang định với điện thoại gọi cho tân thì bác sĩ hoàng có cửa rồi bước vào khánh về cơ bản không rõ tối như thế này rồi mà vị bác sĩ này vẫn còn quanh quẩn ở phòng bệnh nhân là sao? Dù vậy, việc lúc nãy bác sĩ Hoàng đã vô tình cứu anh một số chết tức tưởi trong những sợi dây rốn nhơm nhớp máu của những vong hồn là thật. Vừa rồi rất cảm ơn bác sĩ. Khánh nhìn bác sĩ Hoàng cảm kích. Chắc bác sĩ không biết được sự xuất hiện khi nãy của bác sĩ đã cứu sống được một mạng người đấy. Thật thế sao? Bác sĩ Hoàng có chút ngạc nhiên, xong sau đó lại nhìn Khánh chằm chằm, ánh mắt có gì đó rất lạ. Tình trạng vết thương ở tay của cậu cũng không nặng lắm. Cậu nói vậy lại khiến tôi liên tưởng cậu suýt chết bởi một thứ gì đó. Không thể nhìn thấy cơ thế, nhưng chắc là không phải đâu nhỉ. Bác sĩ Hoàng nhìn trực diện vào mắt Khánh khiến anh có chút sợn da gà. Bằng giác quan nghề nghiệp, anh cảm thấy ở người đàn ông này có chút không bình thường nhìn ông ta cũng đã có tuổi nhưng lại vẫn chỉ là một bác sĩ bình thường hơn nữa câu nói vừa rồi của ông ta là có ý gì khánh đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ cửa sổ phòng bệnh bật mở khiến anh giật bắn người gió và mưa thốc vào như điên dại bác sĩ hoàng thấy vậy liền đi tới đóng cửa sổ ông ta phóng ánh mắt ra màn đêm khẽ cười một cái rồi kéo cửa sổ lại. Vì bác sĩ đang định quay lại thì Khánh bất ngờ hét lớn, khiến ông ta phải khựng người ngay lập tức. Không! Bác sĩ Hoàng nhìn Khánh gương mặt cũng có chút tái đi. Ông ta hỏi anh có chuyện gì, nhưng lúc này toàn thân Khánh đã bất động, cả người lạnh toát. Khỏe miệng nhếch lên, nhưng rõ ràng là đang sợ hãi. Trước mắt anh lúc này là vong hồn của những bào thai Chúng đang nhung nhúc xung quanh chân bác sĩ Hoàng những chiếc dây rốn có thể bẻ gãy toàn bộ xương của một người trưởng thành Và khoét lên ngực người ta một con số bằng máu Mà chúng muốn đang vươn ra tua tủa Nhưng chẳng hiểu sao lại không chạm vào người vị bác sĩ già kia Tân tìm đến một căn nhà cấp 4 Thất thần đứng trước cổng Lưỡng lự không biết có nên gọi cửa hay không Bên trong, căn nhà tối thui không một ánh đèn, cùng với nước mưa ngấm vào người nữa, khiến toàn thân anh run lên bần bật. Tuy nhiên, cuối cùng Tân vẫn cắn chặt môi và tiến đến đập cửa cổng nhà người ta. Tân điên cuồng đập cửa, mãi một lúc sau thì điện bên trong cũng được bật lên. Một người phụ nữ đội nón đi ra, đang định mở cổng, nhưng khi nhìn thấy Tân qua song sắt cửa thì liền đổi ý định. Cậu đến đây có chuyện gì? cháu muốn gặp quang tân nói một cách điềm tĩnh anh ấy có nhà không bác không có người phụ nữ lạnh lùng trả lời trước khi đi vào trong còn nói thêm nếu cậu tới đây vì chuyện của cái mai thì cậu hãy về đi nó và thằng quang đã kết thúc lâu rồi tân không biết nói gì bất lực nhìn người phụ nữ đội mưa chạy vào trong điện trong nhà lại tắt ngấm một lần nữa Tần thất vọng ngồi bệt xuống trước cổng nhà quang, mặt ngước lên trời để mặc những hạt mưa xối xả chút xuống. Chẳng hiểu sao lại bắt đầu rùng mình khi nhìn ra cái thứ đang chốt xuống người anh lúc này là máu, chứ không phải mưa. Đúng lúc này, một âm thanh cót két vang lên sau lưng tân khiến anh giật mình quay lại. Là quang. Anh ta đã ra từ lúc nào Tần theo quang đi vào trong cả người ướt nhẹp nên không tiện vào nhà cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện rồi rời đi ngay đối với người yêu cũ của vợ mình tân cũng không có nhiều chuyện để nói tôi đến đây vì muốn hỏi tân ngập ngừng lúc còn yêu nhau anh và mai có tân còn chưa nói hết câu quang đã cười phá lên ánh mắt ánh lên sự mỉa mai rõ rệt được một lúc anh ta ngưng cười rồi nói anh đang nghĩ gì vậy? Quang nhìn thẳng vào mắt Tân kẹn cửa. Đầu óc anh có vấn đề hay sao mà cho rằng chúng tôi yêu nhau lâu như vậy mà không làm gì? Chúng tôi chẳng những đã làm gì mà còn làm rất nhiều lần. Thậm chí, trước ngày cưới của anh và cô ấy, chúng tôi còn làm nữa kìa. Tân như chết lặng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay cứa vào da thịt tứa máu. Hai mắt anh trợn trừng nhìn quang, rồi hình bóng của Mai hiện lên trong tâm trí Khiến anh cảm thấy tẩm lậm vô cùng Người con gái anh yêu Và dùng hết thời gian của tuổi trẻ Để chờ đợi Chờ vết thương lòng của cô ấy lành lại Sau khi bị tên sở khanh trước mặt bỏ rơi Để đến cuối cùng Điều anh nhận lại là thế này sao Sự tẩm lậm dành cho người vợ Đến khi chết rồi anh vẫn còn yêu Lên đến cùng cực Tận bất ngờ ho sặc sụa Rồi nôn mửa đối diện với tân quang vẫn cười cho sự ngu ngốc của người đã thay anh ta đổ vỏ nôn xong tân cố bình tĩnh lại luống cuống lao tới túm chặt lấy cổ áo quang ánh mắt long sòng sọc. vậy mày có biết cô ấy đã đã có thai không tưởng đằng quang sẽ bất ngờ nhưng không hắn lại nhìn thẳng vào mắt tân cười lần nữa <cười> đương nhiên vì chính tao đã chỉ chỗ cho cô ấy đến giải quyết để sau đó có thể yên tâm trở thành cô dâu của mày mà thằng ngu mọi việc đến lúc này đã vượt quá sự tưởng tượng của tân anh chính thức khuỵu xuống cảm giác lạnh toát cùng đau đớn đến cùng một lúc đến nỗi anh không còn đủ sức mà hét lên hóa ra trên đời này còn tồn tại thứ con người còn ác độc hơn cả loài ma quỷ như vậy một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi nhưng chỉ một giây sau mắt anh đã trợn trừng kinh hãi cùng lúc này tiếng cười của quang cũng im bặt, thay vào đó là tiếng hét thảm thiết và sau đó là tiếng ú ớ khi hồn ma bào thai của mai lúc này đang dùng chiếc dây rốn xiết mạnh lấy cổ của hắn ta tần đứng trơ mắt nhìn mặc cơ thể quang đang từng lúc bị sợi dây rốn treo lên không trung khuôn mặt tái mét miệng há hốc vì ngạt thở giết đi giết chết hắn ta đi hắn ta đáng chết giết đi những câu nói tàn độc vang lên trong đầu tân tân nhìn đôi mắt quang đang dần nhắm lại đôi chân đã không còn động đậy trong không trung lạnh lùng quay đi nỗi uất hận trong lòng tân trào dâng trong đầu lúc này chỉ toàn là tiếng nói của quỷ dữ anh muốn quang chết sau tất cả những gì đã làm Hắn xứng đáng phải chết một cách đau đớn nhất Tuy nhiên Một chút tính người còn sót lại trong tân lúc này Lại vùng lên mạnh mẽ Làm trồn bước chân anh Tân dừng lại Mắt nhắm chặt ngửa lên trời hét lớn Đến cuối cùng Anh vẫn không thể biến mình thành loài ác quỷ Như những con người kia được Dừng lại đi Tân nói khẽ nhưng từng từ rõ ràng thoát ra kẽ răng đang nghiến kèm kẹt nghe vậy chiếc dây đốn đang siết chặt lấy cổ quang nhà ra máu bắn tung tóe quang ngã bịch xuống sàn nhà nằm bất động xong rõ ràng là chưa chết mẹ hắn chạy ra đúng lúc thấy con trai đang thoi thóp ở ngoài sân ngay dưới cơn mưa là tân đang bước đi bà ta cân cổ lên gào lớn hô hoán hàng xóm bắt tân nhưng âm thanh này chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng đôi mắt nhăn nheo trợn trừng nhìn cái thứ quỷ sĩ đang lủng lẳng trên vai tân chiếc giày rốn vắt vẹo quệt cả xuống mặt đường máu chảy lênh láng tân trở về nhà mình trong bộ dạng ướt sũng khiến bố mẹ và em gái rất lo lắng nhìn thấy mẹ tân cảm thấy đau xót vô cùng ngày trước mẹ anh luôn muốn ngăn cản anh đến với mai dấu lý do bà đưa ra chẳng thể chấp nhận được nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra Thật tình Tân đã cảm thấy hối hận rồi Cả người Tân nóng bừng Mềm nhũn Chẳng còn chút sức lực nào Anh khủy xuống trong vòng tay của gia đình Ánh mắt mơ màng Nhìn thấy vong hồn bào thai đứa con của Mai Đang lơ lửng trong không trung. Chiếc giày rốn dài ngoằng Máu nhâm nhớp nhỏ xuống từng người trong nhà anh Nhưng chẳng ai nhìn thấy Đôi mắt đỏ ngầu cái miệng đen thôi méo mó rồi từ hai khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ nó đang khóc cơ đừng khóc tần khẽ nói rồi ngất lịm đi vì có thể trạng tốt nên vết thương của khánh phục hồi rất nhanh sáng hôm sau đã có thể xuất viện anh dắt thành đoạn kiếm ra sau lưng vừa đi giày vừa nhìn vào màn hình điện thoại tin nhắn gửi cho tân vẫn không được hồi âm khiến anh rất lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra xong xuôi khánh đang bước ra khỏi phòng bệnh thì bác sĩ hoàng bất thình lình xuất hiện khiến anh giật nảy mình chẳng hiểu tại sao ánh mắt của người này khiến anh có chút sợ hãi cậu xuất viện rồi sao vì bác sĩ nhìn tay khánh rồi hỏi dạ phải khánh nhếch miệng cười tại tôi khỏi rồi với lại cũng còn chút việc phải giải quyết không thể ở lại lâu cảm ơn bác sĩ một lần nữa ơn huệ gì bác sĩ hoàng xua tay việc nên làm thôi mà chào hỏi xã giao xong xuôi cũng chẳng còn việc gì để nói nên khánh định đi ngay tuy nhiên bác sĩ hoàng đột nhiên lên tiếng khiến anh chợt khựng người quay lại nhìn ông ta một cách kinh ngạc thành kiếm của cậu có thể cho tôi xem thử được không? Khánh có chút lưỡng lự, song vì nghĩ đêm hôm trước ông ta đã nhìn thấy thanh đoạn kiếm này trong tay Tân rồi, nên cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, người bình thường nhìn thứ này cũng chỉ như nhìn một vật bình thường mà thôi. Dạ đây... Khánh lén lút nhìn xung quanh, rồi đút thanh kiếm ra đưa cho bác sĩ Hoàng xem. Một người quen đã tặng nó cho tôi, vị bác sĩ vẻ như không quan tâm đến lời khánh nói say sưa ngắm nghía thanh đoạn kiếm ánh mắt ông ta chợt sáng bừng nhưng gương mặt lại căng cứng vẻ khó chịu biểu cảm vô cùng khó đoán khánh vì không muốn ở lại lâu nên xin phép phải đi khiến bác sĩ hoàng chột dạ ông ta trả lại thanh kiếm cho khánh ánh mắt luyến tiếc nhìn theo dáng chàng trai đang chạy đi khi khánh khuất dạng sau cánh cổng bệnh viện rồi ông ta mới rút điện thoại ra gọi cho ai đó giọng nói đột nhiên thay đổi tôi tìm thấy nó rồi khánh gọi cho tân không được bèn đến nhà tìm anh xong em gái anh lại nói anh đi từ đêm qua vẫn chưa về nhà khánh thất vọng trở về trụ sở làm việc nhưng đầu óc lại luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh gớm ghiếc của các vong hồn bào thai anh đột nhiên rùng mình ánh mắt lén lút nhìn xung quanh vô thức thở phào chẳng biết từ bao giờ trong anh chợt nảy sinh cảm giác sợ hãi từ trước đến nay đối diện với rất nhiều vong hồn nhưng những vong hồn lần này quả thực rất đặc biệt nếu không tấn công chúng trước thì chúng sẽ giết anh một lần nữa song đốt cuộc thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương mà thôi khánh đang mân mê thanh đoàn kiếm trong tay thì một đồng nghiệp bước vào anh nhanh chóng giấu thanh kiếm đi nhếch miệng cười như không có chuyện gì Mấy nay anh biến đi đâu vậy? Đồng nghiệp nhìn Khánh Giọng trách móc Công việc thì chất đống Làm tôi sắp bị say ra bã rồi đây này Khánh cười giả dạ lạ, Không nói gì Giả vờ dở một tập tài liệu ra xem Cả hai nói chuyện phím một lúc Thì người đồng nghiệp chào Khánh rồi đi ra Tuy nhiên Tay vừa chạm vào cánh cửa đã lập tức hét toáng lên giấy này như địa phải vôi cái quái quỷ gì đây người đồng nghiệp nhìn tay mình mặt mũi nhăn hết cả lại gớm quá khánh thấy thế liền chạy tới gương mặt cũng tái đi khi nhìn thấy một thứ chất lỏng màu đỏ lòm nhơm nhớp đang dính trên tay người đồng nghiệp anh này đang định đưa tay lên mũi người thì bị khánh ngăn lại vội vàng lấy giấy ăn trên bàn lau hết đi cho anh ta. Chứ để anh ta ngửi ra mùi tanh tưởi đang bốc lên, chắc anh ta chết đứng mất. Người đồng nghiệp đi rồi, Khánh mới từ từ đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng thì điện trong phòng cũng tắt ngấm. Lúc này, Khánh mới nhìn chừng chừng vào một vong hồn bào thai đang treo lủng lẳng trên cửa, máu rớt xuống nền nhà tong tòng. Cháu muốn gì ở chú? cự Cứu, Bố cháu Ngay bây giờ <laughs> Khánh mở to mắt kinh hãi Miệng nhếch lên như một thói quen Anh đương nhiên nhận ra Đó là vong hồn bào thai con của Mai Và anh cũng biết chắc Người bố mà vong hồn đang muốn nhắc đến Là ai Tân tỉnh dậy thì đã nhận ra Đang nằm trên giường của mình Chết tiệt Giờ ở trong căn phòng tân hôn này Anh chỉ cảm thấy tầm lợm hơn mà thôi cả người anh đau nhức bụng đói réo ầm ĩ nhưng cũng chẳng có ý định ngồi dậy để tìm kiếm thứ gì nhét vào tân xoay người chợt giật nảy mình khi vong hồn bào thai đang nằm bên cạnh đôi mắt đỏ ngầu đã biến thành trong veo đáng yêu vô cùng chỉ có chiếc dây rốn là vẫn gớm ghiếc như thường chiếc dây cuốn lấy người tân xong lại không hề siết lại như những lần trước đó tân có hơi rùng mình đưa mắt nhìn cơ thể với những vết máu nhem nhúc của mình mà nổi ra gà anh muốn gỡ nó ra xong lại sợ chạm vào thứ mềm nhũn lạnh ngắt đó nên chỉ nói sao cháu còn ở đây Chứ đâu phải là tân chợt khựng lại cảm thấy có chút xót xa trái ngược với bộ dạng thừa sống thiếu chết của tân hồn ma bảo thai lại tỏ ra rất vui vẻ lăn qua lăn lại trước mặt anh miệng ríu rít bố Bố Chú nói chú không phải bố cháu rồi mà Tân thật sự không thể chịu nổi Hét lớn khiến vòng hồn sợ hãi Trước miệng đen xỉ lại méo mó Những tiếng thút thít lại vang lên Máu tuôn xối xả Tân nhìn nó chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng Cuối cùng Tân đứng dậy Tiến về phía phòng tắm Lại một lần nữa không dám bước vào Anh bần thần một lúc rồi quay người lại Ánh mắt đáp lên giường Thở hắt ra khi chiếc bào thai Đã biến mất Tân mệt mỏi ngồi xuống ghế Đập vào mắt anh là một bát cháo Đang tỏa khói nghi ngút ở trên bàn Đoán là em gái chuẩn bị cho Sẵn bụng cũng đang đói Nên Tân bưng bát cháo lên Xúc từng thìa cho vào miệng Ăn một cách ngon lành Tiếng cười giòn tan Làm Tân giật mình Khựng lại Cũng vừa hay bát cháo cũng gần ăn xong chỉ còn lại một chút ở đáy bát Biết chắc chủ nhân của tiếng cười đó là ai Khiến Tân có chút giận dữ Dù biết đứa trẻ này chẳng có tội tình gì song cứ nhìn thấy nó Cảm giác tẩm lộng trong anh lại trào lên Không sao kiềm chế được Nó là cái thá gì với anh Mà lại có quyền quấy rầy anh như vậy chứ Thế rồi Tân ném cái bát xuống sàn vỡ cái trang Tuy nhiên Khác với dự đoán của anh tiếng cười trẻ nhỏ vẫn đều đều vang lên Rõ ràng là cố tình chọc tức anh mà Tân khó chịu ra mặt Đang định bước tới chỗ nó thì bất ngờ dừng lại Mắt trợn trừng nhìn xuống sàn nhà Chỗ bát cháo vừa bị anh đập vỡ Lập tức bụng miệng nôn khan Xen giữa những mảnh thủy tinh vỡ Và chút cháo trắng còn sót lại Là những con côn trùng đang bỏ ngoe ngoài Cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc Tân không chịu nổi nữa chạy vù vào nhà vệ sinh móc họng ở bên ngoài tiếng cười vẫn không ngừng vang lên xong xuôi tân trở ra hồn ma bảo thai đứa con của mai vẫn lù lù ở đó song nó không còn cười nữa nó im lặng một cách kỳ lạ khối thịt tròn vo nằm ngoan ngoãn trên giường hình như là đang ngủ đúng lúc này trong phòng chợt vang lên tiếng chuông điện thoại Tần mới nhớ ra trước đó đã nhờ em gái mua cho một chiếc điện thoại mới Hẳn con bé đã để trên bàn trang điểm của Mai từ lúc nào Tần bước tới nhìn số máy lạ trên màn hình Không rõ là ai Anh bắt máy nghe Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc Anh Tân phải không? Tôi là bác sĩ Hoàng đây Hôm nọ anh có đưa cho tôi danh thiếp nên giờ tôi gọi lại Không biết bây giờ có thể gặp anh một chút không? Bác sĩ Hoàng muốn gặp anh có chuyện gì? Tân tự hỏi, xong vẫn hỏi ông ta địa chỉ nơi hẹn gặp. Tân vừa tắt máy thì có tin nhắn đến. Anh nhìn địa chỉ bác sĩ Hoàng gửi cho, sống lưng chợt lạnh toát. Sao lại là chỗ này? Tân theo địa chỉ mà bác sĩ Hoàng gửi, tìm đến nơi mà cách đây không lâu anh đã từng đến một lần. Trong lòng giấy lại cái sự hoài nghi và sợ hãi. Còn ngõ nhỏ tối thui sâu hun hút với chỉ một chiếc bóng đèn chớp nháy liên tục vẫn nguyên si Vẫn khiến tân sợn gai ốc khi bước vào Những cảnh tượng hãi hùng không ngừng xuất hiện trong tâm trí cũng không ít những âm thanh quỷ dị vang vẳng bên tai khiến tân cứ cúi gằm mặt mà bước không dám nhìn lên đi được một đoạn chợt nhớ ra vong hồn bào thai con của mai anh mới len lén ngước lên nhìn song khối thịt tròn lúc lắc đó lại không có ở đây nó đã đi đâu rồi tân tự hỏi bất ngờ rùng mình một cái cuối cùng tân cũng đi đến cuối con ngõ đứng trước cánh cổng sát màu xanh của ngôi nhà bốn tầng anh chờ đợi bác sĩ hoàng xuất hiện song người mở cửa cho anh vẫn là người đàn ông tóc đã điểm bạc lần trước ông ta không nhìn tân gương mặt cúi gằm xuống đất và mở cửa như một cái máy được lập trình sẵn. Rồi cũng giống như lần trước, ông ta chỉ tân đi thẳng vào ngôi điện thờ ở bên trong. Càng ngày, tân càng cảm thấy sợ hãi, toàn thân bắt đầu vã mồ hôi, đôi chân bắt đầu run rẩy. Nhưng đi đến bước này rồi, anh cũng không còn đường lui. Anh thật sự muốn biết rốt cuộc bác sĩ Hoàng và chủ nhân của ngôi nhà này, thầy Siêu, có mối quan hệ gì. Tần bước đến căn điện thờ của thầy siêu Khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi Thầy siêu ngồi khoanh tròn trên một chiếc chiếu Hai tay chắp lại Miệng lẩm bẩm những câu mà anh nghe không hiểu Chỉ khác một điều duy nhất Đó là trong những ánh nến vàng vọt lay lắt hôm nay chợt xuất hiện thêm một gương mặt già nua khác Nhìn bác sĩ Hoàng không khoác lên mình chiếc áo bờ lưu trắng Tần lại thấy thuận mắt hơn Đôi mắt nhăn nheo cùng cái nhìn sắc lạnh đó rõ ràng là không hợp với chiếc áo cao quý của ngành y. Cậu đến rồi đây à? Vừa thấy Tân bước vào, bác sĩ Hoàng đã bước tới miệng cười toe toét. Tôi không nghĩ cậu lại tìm được chỗ này nhanh như vậy đâu. Vì tôi đã từng đến đây rồi. Tân nhìn thẳng bác sĩ Hoàng rồi lại liếc mắt nhìn thấy siêu. Phải không thầy siêu? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thầy siêu thôi lẩm bẩm hai bàn tay buông thõng, bất thình lình quay lại. Ánh mắt bà trợn trừng khi nhìn thấy Tân, rồi sau đó liếc sang bên cạnh chỗ bác sĩ Hoàng, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. "Đây là người mà ông đã nói với tôi đó hả?" Thầy Siêu nghiến răng kèn kẹt, kẹt, đôi mắt đục ngầu chẳng khác gì mắt của những vong hồn mà Tân từng nhìn thấy. "Ông có bị mất trí không?" "Thì đúng là" Bác sĩ Hoàng có nằm mơ cũng không lường trước được tình cảnh này, nhất thời không nói được lời nào. Chẳng lẽ bà và cậu ấy biết nhau sao? Thầy siêu không trả lời, bất ngờ túm chặt lấy cổ áo của ông bác sĩ, chừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông có biết cậu ta là ai không mà dám dẫn tới đây? Tân nhìn cảnh tượng này cũng có chút giật mình, không dám tin một người đàn bà lại có thể làm ra được bộ dạng đáng sợ đó nhưng điều khiến anh chết sững đó chính là bác sĩ Hoàng. đối diện với ánh nhìn như dao găm của thầy siêu cả người ông ta co rúm lại cái miệng méo sạch, cầu xin bắn ra toàn nước rãi tôi, tôi tôi xin lỗi tôi, tôi không biết là là ông ta đang nói dở thì bị thầy siêu đẩy mạnh một cái ngã trọng trơ xuống chiếu sau đó như không có chuyện gì Thầy siêu lại ngồi ở chính giữa điện thờ Chắp tay và niệm chú Bác sĩ Hoàng sau một cơn bị dọa Cho hồn bay phách lạc Mới dần lấy lại bình tĩnh Ông ta nhìn tân tuổi len lén Bỏ tới chỗ thầy siêu Ghé miệng vào tay bà ta nói Nhưng cậu ta có nó Sau câu nói của bác sĩ Hoàng Thầy siêu lại mở mắt một lần nữa Nhìn ông ta như để xác nhận bác sĩ hoàng gật đầu liên lỉa như để khẳng định khiến thầy siêu bất chợt quay ngoắt ra đằng sau nhìn tân đôi mắt trắng giá của bà ta lại suýt dọa chết anh bác sĩ hoàng lúc này tân mới gọi bác sĩ hoàng để hỏi ông gọi tôi tới đây có chuyện gì không kỳ thực là tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ở chỗ này song có vẻ việc khách khứa của thầy siêu tôi cũng không tiền để can dự nên ông có chuyện gì thì nói luôn đi tôi còn chuyện phải giải quyết nên không thể ở lâu thanh kiếm của cậu tân vừa hỏi xong bác sĩ hoàng đã tiến vọt lại gần nói qua từng kẽ răng có thể để lại cho chúng tôi không chúng tôi tân há hốc miệng chợt nhớ tới thanh đoàn kiếm của khánh à hóa ra là hai người muốn có thanh đoàn kiếm nhưng tại sao hai người lại muốn có nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cầm thanh kiếm chạy vào bệnh viện Tôi đã biết đó không phải là một thanh kiếm bình thường rồi Bác sĩ Hoàng nói liền một mảnh Ngay lúc đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến là thầy Siêu đây Với pháp lực của thầy, nếu có thêm sự trợ giúp của thanh kiếm nữa Thì việc chế ngự các vong hồn sẽ càng thêm dễ dàng Lúc đó, sẽ càng nhiều người tìm tới thầy nhờ giúp đỡ Đồng nghĩa với việc tiền cũng sẽ chạy vào tài khoản của thầy nhiều hơn Lúc ấy tôi chỉ cần thầy chia cho một ít Làm người cũng không nên tham lam quá đúng không thầy siêu Nghe đến đây Tần mới vỡ lẽ ra mọi chuyện Anh không biết hai con người trước mặt anh làm sao quen biết được nhau Nhưng việc họ bắt tay nhau kiếm tiền trên niềm tin của người khác Thật sự khiến anh cảm thấy ghê tởm và sợn da gà Đoạn anh cười mỉa mai nói Vậy chắc tôi phải xin lỗi vì đã làm ông mất công rồi Thứ nhất, thanh kiếm từ đầu đã chẳng phải là của tôi. Thứ hai, hiện giờ nó cũng không có trong tay tôi, nên ông... Tôi biết thanh kiếm đang không có ở chỗ cậu. Tần còn chưa nói hết câu. Bác sĩ Hoàng đã chen vào khiến anh vô cùng sừng sốt. Nhưng tôi cũng biết, chỉ cần cậu còn ở đây thì thanh kiếm cũng sẽ xuất hiện thôi. Tần lúc này mới bằng hoàng nhận ra sự việc không đơn giản như anh nghĩ bất giác bước lùi về đằng sau. Tuy nhiên, cánh cửa điện bất thình lình đóng lại khiến tân giật bắn mình. Quay người cố mở xong chỉ là vô ích. Cùng lúc đó, thầy siêu và bác sĩ Hoàng cũng tiến về phía anh. Trên tay của bà thầy còn cầm theo một chiếc cốc nước màu đỏ ao, dường như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chân tay tân bắt đầu buồn rộn, ra sức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh toát thì đôi mắt trắng giá của thầy siêu cũng đã dán chặt vào mắt anh miệng bà tam mở ra cười khành khạch hai hàm răng đen sì gớm ghiếc khiến tân nghĩ đôi mắt thông linh của mình lại đang được mở ra khánh đi theo vong hồn bào thai đứa con của mai tìm đến một căn nhà lạ hoác lạ hoa, điều khiến anh lạnh gáy hơn cả đây là ngôi nhà duy nhất không có ánh đèn phát ra từ bên trong mang theo vẻ âm u và lạnh lẽo khiến bất cứ ai cũng không muốn bước chân vào. Khánh không biết đây là nhà ai, càng không hiểu sao Tân lại đến chỗ này để vong hồn bào thai phải dẫn anh tới đây để giải cứu cho người bạn. Khánh quan sát ngôi nhà một lượt, cửa đang khóa trái, anh đang loay hoay không biết làm sao để mở cửa, thì bất thình lình, chiếc dây đốn mềm nhũn trườn qua bàn tay anh, khiến anh giật nảy mình, sống lưng lạnh toát anh còn chưa có phản ứng gì chiếc đốn đã lập tức cuộn chặt lấy ổ chìa khóa rồi từ đầu cuống đốn một vật sắc nhọn mọc ra bắt đầu khoét sâu vào chiếc ổ khóa nhìn cảnh tượng này khánh chợt liên tưởng tới những con số được khắc trên ngực những người phụ nữ sau khi chết tự nhiên rùng mình rõ ràng là cùng một phương cách một tiếng tách vang lên và sau đó chiếc chìa khóa bật mở tần đưa tay chạm vào ổ khóa Cảm giác nhâm nhớp làm anh tởm lợm Mặt nhăn mày nhó Anh đưa mắt nhìn vào Xong còn chưa nhìn ra được thứ gì Thì điện bên trong bất ngờ bật sáng Trong khi đó Điện ở các ngôi nhà bên cạnh lại tắt ngấm Khánh có chút hoảng hốt Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Từng bước đi vào trong Ở phía sau Cánh cửa cổng cũng tự động đóng lại Khóa trái như lúc ban đầu Thêm một chiếc khóa nữa được mở ra dễ dàng Khánh bước vào Chưa kịp quan sát gì thì cái dây rốn đã cuộn chặt lấy cổ tay anh Khánh bị bất ngờ Cho rằng vong hồn lại muốn đoạt mạng mình Nên vội vàng rút thanh đoàn kiếm ra Nhưng ánh mắt anh lại đập vào hai hốc mắt nhỏ xíu Đang chảy máu ròng ròng của bào thai Khánh kịp dừng lại Cùng lúc cảm nhận được lực từ chiếc dây rốn đang kéo mình đi Nên anh lại cất bước vong hồn bảo thai dẫn Khánh đến một chiếc cầu thang đi thẳng xuống. Khánh ngạc nhiên, đây là tầng trệt sao lại có chiếc cầu thang kỳ lạ như vậy, nên anh tỏ ra vô cùng thận trọng. Đúng lúc này, điện cầu thang vụt sáng làm Khánh giật nảy mình, mắt chừng chừng nhìn xuống, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Khánh đi theo từng bậc thang xuống dưới, những âm thanh lúc thì như tiếng trẻ con cười đùa, lúc lại như tiếng khóc lần lượt vang lên, khiến Khánh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hơn thế nữa, Khánh càng đi càng cảm thấy những bậc cầu thang càng nhiều. Đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn thì phải, vì da cả anh đã dựng ngược hết lên cả rồi. Bỗng, Khánh va và vào một thứ gì đó, những âm thanh loảng xoảng vang lên khiến toàn thân anh đông cứng. Khánh tiếp tục bước đi, song chân lại dẫm phải một vật gì nát bét. Anh cẩn thận lấy điện thoại ra soi Thì ra chỉ là một ống bơm kim y tế Khánh đang định thở vào Thì gương mặt đột nhiên căng cứng Mắt mở trừng trừng Nhìn vào bóng đen tối thui trước mặt Rất nhiều những con mắt đỏ ngầu Đang lơ lửng trong không trung Cùng lúc tiến về phía anh Khánh sợ hãi lùi lại Rút kiếm ra phòng thủ Anh không thể đếm nổi trước mặt mình Là bao nhiêu cái bào thai Vì chúng cứ nhung nhúc Máu me bắn ra tung tóe đúng lúc này điện trong phòng được bật sáng trưng tuy nhiên viễn cảnh trước mặt lại càng khiến khánh chết lặng không không, không thể thầy siêu và bác sĩ hoàng khống chế được tân đang định dùng điện thoại của anh để gọi cho khánh yêu cầu mang thanh đoàn kiếm tới nhưng ông ta còn chưa kịp bấm gọi thì khánh đã gọi tới ông ta nhếch miệng cười bắt máy ngay song còn chưa kịp nói gì thì đã á khẩu khi đầu xây bên kia vội lên tiếng Nhưng tiếng nói rõ ràng lại không phải thuộc về con người Bác sĩ cứu tôi Khánh cố gọi tên Tân qua điện thoại Xong đầu xây bên kia chỉ là sự im lặng đến đáng sợ Anh bắt đầu thấy lo lắng Không biết Tân đã xảy ra chuyện gì rồi Và còn vong hồn của bào thai kia nữa Rõ ràng là muốn anh đi cứu Tân Nhưng cuối cùng lại dẫn anh đến nơi quỷ quái này tín hiệu ngắt điện thoại bất thình lình vang lên làm khánh giật nảy mình sống lưng cũng vô thức lạnh toát cũng phải thôi ở giữa không gian này còn không gọi được cho tân không cảm thấy sợ hãi mới là lạ khánh gọi lại lần nữa xong lần này điện thoại tắt ngay giây đầu tiên khiến anh có chút nghi ngờ tại sao tân lại không nghe điện thoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơi thở khánh bất ngờ trở nên dồn dập vừa lo lắng cho tình hình của tân vừa không sợ hãi trước khung cảnh đang diễn ra trước mặt đến nỗi anh phải đứng nép vào bờ tường lần đầu tiên không thể nhếch miệng lên cười được căn phòng bí mật sáng trang hoàng bởi một chiếc đèn chùm ở chính giữa thẳng bên dưới là một chiếc giường giống như loại giường bệnh trong bệnh viện chiếc giường trông có vẻ cũ kỹ vì khánh nhìn thấy bốn chân giường đã dị xét nhưng điều làm khánh nổi da gà chính là bên trên chiếc giường có phủ một tấm ni lông còn dính máu mùi tanh tưởi cũng bốc lên rõ ràng khánh cố hết sức bình tĩnh để đến chỗ chiếc giường để kiểm tra bàn tay đun rẩy đưa ra chạm vào tấm ni lông đỏ au ướt át sự tẩm lậm trào lên cổ họng ngay lập tức dẫu vậy cuối cùng khánh vẫn giật tung tấm ni lông ra tuy nhiên về sau có lẽ đây lại là điều mà anh sẽ thấy hối hận nhất Khánh lập tức ngã ngựa ra sau Hai chân mềm nhũn không còn sức sống Toàn thân lạnh toát khi trên chiếc giường lúc này Là những chiếc bào thai đang nằm nhung nhúc Chúng nằm chồng lên nhau Cao đến tận trần nhà Chiếc rốn dài ngoằng của đứa trên Quấn chặt tới cơ của đứa bên dưới Máu rót xối xả từ trên xuống Khiến người chứng kiến là Khánh chân tay muốn rụng rời Hai còn người bất động chờ chờ nhìn ngọn thác máu trước mặt Những tiếng cười khúc khích rồi sau đó lại là tiếng khóc ỉ ôi tất cả cùng tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn khánh không thể làm gì lúc này chỉ trơ mắt nhìn được một lúc anh nhớ tới thanh đoàn kiếm định rút ra như một chiếc dây rốn đã nhanh hơn Quặp lấy thanh kiếm mà dìm xuống biển máu dưới chân khánh được một lúc nó lại đưa thanh kiếm lên rồi lại dìm xuống một cách thích thú trong sự cổ vũ của những đứa còn lại Khánh từ bỏ việc lấy lại thanh kiếm từ trong chiếc dây rốn giết người kia. Rất nhanh, suy nghĩ phải thoát ra chỗ này đã. Chính vì vậy, mắt anh nhìn về phía cánh cửa đang mở toang, hít vào một hơi rồi co chân chạy. Khánh chạy đến đâu, máu chảy tới đó. Kia rồi, anh chỉ còn cách cánh cửa đúng một bước chân nữa thôi. Khánh nhếch miệng cười, đã sẵn sàng để ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm một cái trước ánh mắt kinh hãi của anh Rồi chẳng đợi Khánh hết sốc Những chiếc dây rốn cùng một lúc phóng về phía anh Cuộn chặt lấy từng bộ phận siết thật mạnh Khánh đau đớn nhưng không hét nổi Khi lúc này một chiếc dây rốn đã cuộn chặt lấy cổ họng Giữ chặt anh vào cánh cửa Hai mắt Khánh chừng chừng nhìn những vong hồn bào thai đang cười khảnh khạch Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó anh vẫn cảm thấy chúng thật đáng thương tại tại sao các cháu lại giết mẹ của mình khánh gắng sức để hỏi một câu cuối cùng dẫu có vẻ anh đã có được câu trả lời từ lâu rồi những tiếng cười đột nhiên im bặt mà thay vào là tiếng khóc rồi từ trong đống lúc nhúc kia vong hồn bảo thai đứa con của mai nhảy ra cậu bé bơi lạnh phành trong biển máu chắc mấy chốc đã tới trước mặt khánh chiếc dây đốn trườn theo tay anh rồi chỉ trong một cái chớp mắt khối thịt tròn vo đã lủng lẳng trên vai khánh từ lúc nào là mẹ đã giết chúng cháu trước mẹ không yêu chúng cháu vậy tại sao chúng cháu phải yêu mẹ tiếng nói quỷ dị vừa dứt ở bên tai một giọt nước mắt đã chảy ra từ khóe mi khánh anh nghĩ về mẹ mình lại xót thương cho những đứa trẻ Chúng vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ còn chưa kịp chào đời Vậy tại sao lại phải ôm nỗi ất hận lớn như vậy khi thành ma Chắc những người làm mẹ đã chết cũng không thể ngờ Những đứa con còn chưa thành hình dạng Mà họ vứt bỏ Cũng biết phẫn uất Và quay lại trả thù họ một cách tàn nhẫn như vậy Và nếu họ biết Họ có thực sự cam tâm giết chết những linh hồn đó Nước mắt càng lúc càng trào ra từ khóe mi khánh nhiều hơn Chết tiệt Sao anh thấy mình lúc này giống tân lạ lùng song tất cả điều đó không còn quan trọng nữa Khánh nghe tiếng xương trong cơ thể đang vỡ vụn Hơi thở thì đứt quãng Và quan trọng hơn lúc này Máu lanh láng trên sàn nhà lúc này đang dâng cao Chẳng mấy chốc đã qua ngực của anh rồi Khánh nhắm mắt buông xuôi Gương mặt bình thản chờ đợi những cột máu tanh lòm tràn vào tai, mắt, mũi, miệng Anh sẽ chết ngạt trong sự tợm lợm này chỉ có điều khi người ta tìm thấy xác của anh Thì có lẽ nguyên nhân cái chết đã bị thay đổi Dừng lại Một tiếng hét lớn khiến cả Khánh và những vong hồn thất kinh hồn vía Những chiếc dây đốn vô thức buông Khánh ra Khánh rơi xuống sàn nhà đầy máu Ôm cổ, thở lấy thở đệ Không để ý toàn thân mình đã bị biển máu nuốt gọn Tần lúc này cũng chạy đến đỡ Khánh đứng dậy Khánh nhìn thấy Tân chợt thở phào một tiếng rồi mắt lại đưa về phía trước nhìn những vong hồn bào thai đang co cụm một chỗ những chiếc miệng méo sạch không ngừng khóc lóc mà chúng càng khóc máu dưới chân hai anh lại càng dâng cao hơn lúc này tân mới từ từ đi về phía trước khanh muốn cản anh lại song không được cứ thế tân lội trong biển máu tiến về phía những vong hồn bào thai bàn tay anh run rẩy đưa ra chạm vào từng đứa chẳng hiểu sao sự sợ hãi càng ngày càng thuyên giảm cho đến khi những ngón tay lạnh toát chạm vào chiếc bảo thai con trai của mai tân dừng lại nhìn nó lâu hơn bất ngờ ôm vào vòng tay mình miệng thì thầm con trai tân vuốt ve khối thịt tròn vo trong vòng tay của mình máu nhơm nhớp luồn qua từng kẽ tay khiến khánh đứng sau còn cảm thấy rùng mình nhưng tân lúc này rõ ràng rất giống một người bố đang che chở cho đứa con Dẫu đứa con ấy còn chẳng phải con của anh nữa tôi đã làm theo ý cậu rồi giờ đến lượt cậu đưa thành đoạn kiếm cho tôi rồi phải không cậu tân một giọng nói khàn khàn vang lên làm khánh bất ngờ quay người lại là bác sĩ hoàng ông ta đang đứng bên ngoài cánh cửa mắt chằm chằm nhìn tân nay đến giờ nhìn tân ôm không khí khóc nước đờ ông ta đã lạnh gáy lắm rồi. Giờ chỉ muốn lấy thanh đoạn kiếm và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tần nghe bác sĩ Hoàng nói vậy thì trột ra, buông vòng hồn ra và quay lại nhìn ông ta. Anh khẽ cúi người, bàn tay sụp thẳng vào biển máu và lôi lên thanh đoạn kiếm. Xong, những cảnh tượng máu me này, ngoài anh và Khánh ra thì bác sĩ Hoàng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy. Tân cầm thanh đoàn kiếm tiến về phía bác sĩ Hoàng đưa ra trước mặt ông ta máu vẫn còn rớt tòng tòng bác sĩ hoàng nhìn thanh kiếm mắt sáng trưng giật vội lấy định quay người bỏ đi tuy nhiên ông ta còn chưa kịp làm vậy thì đã vội khựng người toàn thân run lẩy bẩy khi nghe tân nói ông còn muốn đi đâu nữa chẳng phải đây là nhà của ông sao cậu cậu bác sĩ hoàng từ từ quay người lại nói nói gì tôi vốn dĩ không cần ông theo tôi tới đây khi anh khánh nhắn tin địa chỉ vào điện thoại cho tôi tuy nhiên ông lại vì muốn có được thanh đoàn kiếm mà nhiệt tình quá mức nhiệt tình đến nỗi có cả chìa khóa ngôi nhà và lúc nãy khi tôi còn chưa biết tìm anh khánh ở đâu thì ông đã chạy ngay xuống những bậc cầu thang dẫn xuống căn phòng này bác sĩ hoàng ông thật sự nghĩ tôi sợ hãi đến mức mà không nhận ra cả những điều đó sao Bác sĩ Hoàng chết lặng, vô thức lùi về phía sau trước những lời đanh thép của Tân. Tay đun rẩy đánh rơi cả thanh kiếm. Lúc này, Khánh cũng bước tới, quan sát căn phòng một lượt, rồi lại nhìn ông ta chằm chằm. Vậy ra, đây chính là nơi ông đã phá thai cho 17 cô gái, cướp đi mạng sống của 17 đứa trẻ. Khánh vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Nhìn vong hồn những bào thai đang khóc lóc, anh lại càng tức giận hơn. Không chịu nổi được nữa Anh lao tới túm lấy cổ áo ông ta dí mạnh vào tường Nhưng rõ ràng ông là bác sĩ khoa cấp cứu cơ mà Sao có thể thực hiện việc phá thai được Thật ra thì Một chàng cười man rợ xuất hiện Bác sĩ Hoàng từ từ ngẩng mặt lên Cái miệng nhăn nheo nhếch lên cười Ánh mắt lạnh toát nhìn thẳng Khánh Khiến anh có chút giật mình Cứ như chỉ một cái chớp mắt bác sĩ hoàng đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy trước đây tao là bác sĩ khoa sản bác sĩ hoàng nói tiếp câu nói còn đang giang dở đột ngột đổi ngôi sưng hô nhưng vì sự cố trong một lần đỡ đẻ cả mẹ và thai nhi đó đều chết sự nghiệp làm bác sĩ của tao cũng kết thúc cũng may nhờ người quen và tao kiếm được một chân trở thành bác sĩ cấp cứu ở bệnh viện mà hai đứa mày đã đến lần trước Cả Tân và Khánh đều hết sức ngỡ ngàng Nhìn nhau không nói được gì Trong khi đó Bác sĩ Hoàng lại lên tiếng tiếp Và lại Kể cả có không là bác sĩ khoa sản Thì việc mổ bụng và lấy ra một đứa trẻ Cũng đâu có gì khó Chỉ cần Bác sĩ Hoàng đưa tay lên Cảm nhận việc mình đang cầm dao mổ Và rạch bụng của những cô gái Cầm dao lên và xoẹt Là xong Mày Tân không thể chịu đựng thêm, lao tới đấm ông ta một đấm ngã sóng xoài. Bác sĩ Hoàng loạn choạng đứng dậy, đưa tay quệt máu ở miệng, lại tiếp tục cười khanh khạch. Đoạn ông ta sấn tới như một con thú sổ lồng đẩy mạnh Tân ra. Tại sao có thể trách tao được? Có trách thì phải trách những đứa con gái đó. Là bọn nó không cần con của mình, muốn vứt bỏ chúng. Còn tao, tao chỉ là giúp chúng một tay mà thôi. Tiếng cười còn chưa dứt thì một âm thanh hãi hùng đã xuất hiện. Khánh và Tân toàn thân cứng đờ, chờ chờ mắt nhìn những chiếc dây rốn từ bên trong căn phòng phóng ra. Nhanh như chớp đã quấn chặt lấy bác sĩ Hoàng treo lên. Bác sĩ Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cơ thể mình lơ lửng trong không trung, toàn thân đau đớn, còn cổ thì như bị thứ gì đó siết mạnh. Hai chân ông ta khua loạn xạ, hai tay ôm lấy cổ, ra sức cấu véo mà không biết bản thân đang làm gì Tuy nhiên tất cả chỉ là vô ích khi lúc này Mắt ông ta đã bắt đầu trợn trừng Trước lưỡi thẻ lẻ Nước dãi chảy xuống ròng ròng Khánh nhìn bác sĩ Hoàng rồi nhìn Tân Biết chắc rằng ông ta sống hay chết lúc này Đều chỉ dựa vào một câu nói của người bạn đồng hành mà thôi Phải xem đối với Tân Tổ của tên bác sĩ này đã đến mức phải chết hay chưa? Hoặc còn sự trừng phạt nào đối với ông ta Còn đau đớn hơn cả cái chết Hai tay tần nắm chặt Mắt nhìn bác sĩ Hoàng trừng trừng Hình ảnh mai hiện lên Anh thật sự rất muốn giết chết cái cá đàn ông này Được rồi, dừng lại thôi Tân thở hắt ra rồi nói khẽ Tiếng Tân vừa dứt Những chiếc giày rốn chợt buông bác sĩ Hoàng ra Ông ta rơi xuống sàn nhà Ngất lịm. Lúc này Khánh và Tân mới quay trở lại căn phòng, nơi những vong hồn bào thai đã lại túm tụm trên chiếc giường mổ đầy máu. Chúng lại xếp thành hình thác, chồng chéo lên nhau, cười đùa vui vẻ. Ở dưới, máu trên sàn nhà cũng đang được dần rút cạn. Nhìn cảnh tượng đó, Tân lại nổi ra gà. Tân quay đi, nhưng Khánh lại gọi anh lại, đưa tay chỉ xuống sàn nhà. Tân nhìn theo, hai mắt trợn trừng, khi nhìn thấy những bức ảnh của 17 cô gái nằm rải rác, máu dính ướt nhẹp. Ở giữa những tấm ảnh là bức hình của Mai. Tần bất giác mỉm cười, nụ cười của cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Đúng lúc này những vong hồn bắt đầu siêu thoát, ánh mắt Tần có chút luyến tiếc nhìn vong hồn bào thai con của Mai đang dần tan biến, miệng khẽ lẩm bẩm từ tạm biệt. Khánh gọi cho đồng nghiệp xong thì bước tới chỗ Tân, đưa tay đặt lên vai người bạn. Tuy nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi Tân. Tôi vẫn không hiểu, dù sao người trực tiếp giết hại những đứa trẻ là bác sĩ Hoàng, nhưng tại sao chúng lại quyết định trả thù mẹ của chúng cơ chứ? Tân thở dài, ánh mắt vẫn không rời khoảng không gian trước mặt, lời nói từ từ phát ra. Nếu không có sự đồng ý của cô ấy, à không, là nếu không có sự đồng ý của họ, thì một hay một trăm kẻ như bác sĩ Hoàng cũng chẳng thể cướp được mạng sống của những sinh linh vô tội. Vậy là chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ hai tập truyện rất là hay của tác giả Kiến Lương và cái kết cũng rất là bất ngờ phải không ạ? À? Và bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Minh Hoàng mang tên Hồn Oan Thảm Án. Hai năm một khoảng thời gian không thực sự quá dài của đời người. tuy nhiên đối với chị thì khác, hai năm vừa qua như một cơn ác mộng không hơn không kém. chị tốt nghiệp loại giỏi ngành báo chí của một trường đại học danh tiếng trong thành phố. ngày cầm tấm bằng trên tay, có rất nhiều những tờ báo, những trang thông tin muốn cô về làm việc cho họ. những tưởng đâu mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng không. chị bất ngờ phát hiện mình có một khối u trong não nó đang ở giai đoạn đầu tuy nhiên do vị trí nằm ở nơi trọng yếu của sọ não nên việc phẫu thuật để loại bỏ khối u là một điều bất khả thi với căn bệnh quái ác mang trong mình chị nhanh chóng sụp đổ gia đình điểm tựa duy nhất cũng chỉ biết cố gắng động viên cô mà thôi bởi cả bố mẹ chi đều là nông dân chân lấm tay bùn làm sao có tiền để mà chạy chữa cho cô ở nước ngoài với chi phí lên đến hàng tỷ đồng Chi thậm chí đã nghĩ đến cái chết để chấm dứt sự đau khổ của mình. Ban đầu cô uống thuốc sâu, lần thứ hai thì treo cổ. Nhưng điểm chung của cả hai đều là chi được phát hiện sớm được cứu sống. Cũng từ hai lần chết hộ đấy, cô quý trọng mạng sống của mình hơn, không muốn để bố mẹ và người thân phải đau buồn nữa. Hai năm trôi qua, chi giờ đây đang cộng tác cho một tờ báo có tiếng trên thành phố. Bút danh của cô là Hy Vọng Một cái tên với rất nhiều ý nghĩa Cô bắt đầu lại từ đầu Dùng thời gian còn lại của mình trên cõi đời này Để mong tạo ra được nhiều giá trị nhất có thể Thời gian rảnh Nếu như không đi làm báo thì cô sẽ ở phòng trọ Ngồi viết lách những cuốn tiểu thuyết ngắn Phần lớn là để thỏa mãn đam mê Cũng như quên đi cơn đau ngày ngày đang vẫn âm ỉ Sáng hôm nay, chỉ theo sự chỉ đạo của biên tập tòa soạn, họ đều cô xuống vùng ngoại ô để viết tin về quá trình quy hoạch đất chậm chế cũng như là khiếu nại của những người dân tại đây. Điều này thường xuyên xảy ra ở những vùng như vậy. Đất đai quy hoạch theo chủ trương của chính phủ, nhưng việc bồi thường hòa giải với các hộ dân thì không thỏa đáng. thậm chí có nhiều nơi mâu thuẫn còn gai gắt tới mức dẫn tới nhiều sự việc xô sát không đáng có. 11 giờ trưa chiếc xe taxi chở chi đến cổng trào của xã Đại Thắng. Từ nãy đến giờ, cô Toàn trông thấy ở hai bên đường răng đầy những tấm băng rôn đòi quyền lợi. Chị mở cuốn sổ đọc lại thông tin một lần nữa. Thực ra vùng này đã được đưa vào quy hoạch từ hơn 15 năm trước rồi. Hiện tại số hộ dân đồng ý bồi thường đã chiếm khoảng hơn 90%. Số ít còn lại thì muốn được bồi thường theo giá của thị trường. Tất nhiên cái yêu sách này rất khó để mà thực hiện. Chỉ hiểu, nếu như tình hình không được giải quyết, thì sắp tới người ta sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Xe chạy thêm 10 phút nữa thì đến được ủy ban xã. Bốn đã được hẹn trước nên có sẵn hai ba người đứng đợi. Chỉ vừa bước xuống xe thì một người đàn ông lững thững bước tới, chỉ tay ra bắt tay một cách khá cởi mở. À, chào cô, có phải cô chi phóng viên báo sự thật không nhỉ à dạ vâng tôi đây cho hỏi ông là à xin tự giới thiệu tôi là nhâm chủ tịch xã đại thắng này hôm qua nghe thư ký bảo sẽ có nhà báo xuống đây nên sáng nay tôi thu xếp gặp trực tiếp để trình bày với cô về những chuyện bất cập chị nở một nụ cười thân thiện gật gù đáp lời à dạ vâng cảm ơn ông vì sự hợp tác này nhưng mà tôi nói trước tôi xuống đây để đưa tin bài một cách khách quan chứ không nghiêng về bên nào cả nếu thấy có sự bất cập ở bên nào thì tôi sẽ đưa tin ngay tôi biết tôi biết mà ờ à, thôi giờ mời cô vào trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đợi khoảng chừng đầu giờ chiều thì sẽ có người đưa cô và tôi đi khảo sát xung quanh đây sao không phải là bây giờ cô gấp đến thế cơ cứ thong thả đi Giờ người trong ủy ban bận công việc hết rồi Và lại tôi phải chờ họ in thêm giấy tờ bản đồ quy hoạch Để cung cấp cho cô nữa chứ Hay cô không muốn lấy chúng Có chứ Tôi hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu Nói xong chỉ được ông nhâm dẫn vào phòng làm việc của mình Đúng chất một xã đang nằm trên khu quy hoạch kinh tế mới Tòa nhà ủy ban được xây mới Gồm ba tầng Sơn phết một màu trắng nhìn rất khang trang Bên trong phòng trang bị đầy đủ mọi loại tiện nghi Thậm chí có cả máy lạnh trong hầu hết tất cả các phòng Chị ngồi xuống ghế, khẽ nhắm mắt, ngửa cổ ra sau để thư giãn Thực ra đây không phải là lần đầu chị có mặt tại xã Đại Thắng này Vào gần 3 năm trước, cô đã đến đây một lần Để hoàn thành bài phóng sự làm luận án tốt nghiệp của mình Thời điểm đó chị không viết về chuyện đất cát như bây giờ mà là một vụ thảm án đầy đau lòng. Chỉ những thông tin trong bài phóng sự đó đã mang về cho cô tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Sau ngần ấy thời gian, mọi thứ ở nơi đây phần nhiều đã đổi khác. Ngay cả ông chủ tịch xã, trước đây là một người khác, còn ông nhâm này chắc cũng vừa mới lên thay đây thôi. Tiếng trường báo từ điện thoại vang lên làm cho chi giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, Ông Nhâm lúc này cũng ngồi phía đối diện, mỉm cười hỏi. Cô dậy rồi à? À tôi, tôi vừa ngủ quên sao? Mấy giờ rồi? À không sao còn sớm, cô mới chập mắt có hơn nửa giờ thôi. Lúc tôi vào đây thấy cô ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức. Mà ai gọi cô kìa? Sao không nghe máy đi? À không phải, là chuông báo thức thôi. Báo thức lúc 12 giờ trưa sao? cô đúng là có thói quen đi ngủ kỳ lạ nhỉ ờ à, không tôi đặt báo thức không phải để ngủ vừa nói cô vừa mở túi lấy ra một lọ thuốc và chai nước lọc loại nhỏ đây cũng đã là thói quen hai năm trời của cô rồi thuốc này chỉ được một người bạn đang du học bên nước ngoài giới thiệu đều đặn hàng tháng cô sẽ nhận được vài hộp từ người bạn ấy gửi về giúp so với các loại thuốc trong nước thì thứ thuốc này có tác dụng giảm đau cấp tốc và ngăn ngừa khối u trong não cô phát triển lớn hơn uống thuốc xong chị mới để ý tập hồ sơ để trên bàn cô nhíu mày hỏi à, ông nhâm cái này là à thì hồ sơ giải tỏa của xã này đấy cô cứ xem qua đi không hiểu chỗ nào thì bảo tôi xem xong thì chúng ta sẽ đi ăn rồi ra thực địa xã này tuy còn nghèo nhưng mà tuyệt đối không kém trong khâu tiếp khách đâu đặc sản nhiều lắm à vâng cảm ơn ông <laughs> có gì đâu chuyện tôi nên làm thôi mà sau gần nửa giờ đồng hồ trôi qua chị đã xem hết tập hồ sơ tất nhiên là với sự chuẩn bị chu đáo này thì cô không hề nhìn ra được điểm gì bất thường rồi hầu hết diện tích đất nông nghiệp và thổ cư trên địa bàn xã sẽ trở thành một khu công nghiệp với tầm nhìn mở ra sự phát triển kinh tế và cơ hội việc làm cho người dân Xem xong sẽ đến bữa trưa được chuẩn bị trong một quán ăn gần đó. Đúng như lời hứa hẹn của ông Nhâm, trên bàn đủ mọi loại thức ăn thịnh soạn. Vừa ăn, ông vừa thao thao bất tuyệt về tài năng của mình, rằng sắp tới cả xã này sẽ thay đổi bộ mặt nhờ ông. Không biết ông Nhâm này đang cao hứng rồi nói như thế hay không, nhưng có vẻ như ông ta là một người kiêu căng tự phụ lắm. Đang ngồi thì tự nhiên mắt chi lướt ra ngoài cửa sổ rồi ngừng lại một khung cảnh khá quen thuộc đập vào mắt cô. Nó, nó là... Cô Chi, có chuyện gì thế? Cô thấy gì à? Ở kia, chị đưa tay chỉ về phía trước. Căn nhà kia là... Ông nhầm nhầm mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Chi. Đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng rộng lớn. Xung quanh nhà là những hàng chuối với một ụ rơm to. Có chút bất ngờ ông nhâm hỏi Ủa Cô có biết ai ở trong nhà đó à Tất nhiên là chi biết rồi Cô còn biết rất rõ là đằng khác Bởi đây chính là hiện trường vụ thảm án Nơi cô từng tới 3 năm trước Để viết bài tốt nghiệp Qua gần ấy năm Nó vẫn thế Gần như chẳng thay đổi bất kỳ thứ gì Chỉ còn nhớ như in Đó là vào buổi sáng sớm Khi cô còn đang đau đầu tìm đề tài Để viết thì đột nhiên tivi chiếu đoạn phóng sự về vụ thảm án tại xã Đại Thắng. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thanh Trúc, 23 tuổi. Cô được phát hiện nằm chết trên vũng máu, bụng có nhiều vết đâm. Thủ phạm gây nên cái chết cho Trúc không ai khác chính là Lê Minh Tú, chồng của cô. Tú cũng được phát hiện cho cổ chết ở sau gian bếp. Kiểm tra tin nhắn điện thoại thì phát hiện rất nhiều tin nhắn hăm dọa sẽ giết vợ đến từ Tú. Vụ thảm án này nhanh chóng trở thành một đề tài cực hot vào thời điểm ấy. Chỉ không chút ngần ngại mà bắt xe đi tới tận hiện trường để tìm hiểu. Theo như những gì chi tìm được thì chúc mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô là người ở xã bên. Trong nhà còn có một người anh ruột, làm thầy phong thủy cũng có danh tiếng lắm. Chúc gặp chồng mình trong một đêm hội trợ trên thị xã Cả hai làm quen rồi yêu nhau lúc nào không hay Tú cũng có hoàn cảnh tương tự như cô Bố mẹ mất sớm Để lại cho anh mảnh đất cùng vài mẫu ruộng xung quanh Để cải quốc kiếm tiền Sau năm tháng chung sống Thành quả của cuộc hôn nhân là một đứa bé gái khó khỉnh Nhưng không hiểu sao Từ khi sinh con ra Tú đổi tính đổi nết Anh cứ thường xuyên rượu chè rồi về la mắng vợ con nhiều người cứ bảo Chắc là do Tú không muốn sinh con gái Nhưng chuyện giới tính Làm sao mà Trúc có thể quyết được Người ta cũng cứ khuyên hai vợ chồng Cố gắng sinh thêm con trai Nhưng ai mà có ngờ Mọi chuyện lại kết thúc Theo cách đau lòng nhất Này, cô Cô ơi Tiếng gọi của ông Nhâm làm cho Chi giật mình Ngắt khỏi luồng hồi tưởng Ờ, à, ông gọi tôi sao Ờ, à, vâng, đúng rồi Cô bị làm sao thế thấy không khỏe ở đâu à cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa à không tôi không sao chị lắc đầu kể lại chuyện của mình với căn nhà kia cho ông nhâm nghe nghe xong ông gật cô thì ra là vậy lúc xảy ra vụ án ấy tôi còn đang công tác ở trên tỉnh cũng được thông tin cho hay nhưng không sâu sát được thế bây giờ trong căn nhà đó vẫn có người ở à? Có chứ Thằng à, Tư Mến Anh có con chúc chuyển tới đây ở sau biến cố đó Để chăm lo cho đứa con của em gái mình Mà để tôi nói cho cô nghe Chính cái thằng Tư Mến này Là một trong những đứa cứng đầu Nhất quyết không có chấp nhận đền bù giải tỏa đấy Nó còn nằm ăn vạ khi bọn tôi đến Đến giờ Nhắc tới căn nhà đó Thì tôi lại ăn không ngon ngủ không yên Chả biết nó có vấn đề gì Về thần kinh hay không Mà lại đi chống đối cái việc hết sức bình thường này ông nhâm vừa dứt câu thì chi cũng nhanh chóng chen vào vậy lát nữa ông đưa tôi tới đó được không biết đâu tôi có thể nói chuyện được với ông ấy ôi giờ ông nhâm gật gù cô thích thì tôi sẽ dẫn đến nhưng mà nói trước cái thằng ấy nó ngoan cố và ngang ngược lắm cô phải cẩn thận đấy việc này thì ông không cần phải lo chi mỉm cười tôi đâu phải chưa nói chuyện với ông tư bao giờ chính ông là một trong những người đã giúp đỡ tôi để hoàn thành bài tốt nghiệp đấy. Tôi tin ông ta có lý do, chứ không phải là một kẻ cố chấp. Thế là sau khi đi một vòng quanh khu đất giải tỏa, chỉ được ông nhâm cùng vài người cán bộ xã đưa đến căn nhà cấp 4 kia. Đến nơi, đứng bên ngoài nhìn vào, cô quả thực không thấy được sự khác nhau gì của nó so với 3 năm trước cả. Có chăng thì chỉ là những vết rêu bám trên tường đậm hơn mà thôi anh Tư Anh Tư có ở nhà không Tiếng một người trong đoàn vang lên Nhưng vậy mất một lúc sau Thì cánh cửa nhà mới hé mở Từ bên trong Một cặp mắt nhìn ra với một thái độ dò xét Các ông tới đây làm gì Tôi đã nói là tôi không đi đâu cả Đất này đứng tên em gái tôi Nó mất rồi tôi là người sở hữu Giấy trắng mực đen đã rõ Sao các ông cứ đến làm phiền thế Anh Tư à anh đừng cố chấp nữa chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi không có tốt lành gì ở đây cả các ông về đi tôi không đành tiếp vừa nói ông tư vừa đưa tay kéo cánh cửa nhà lại nhưng đúng lúc ấy Chỉ cất tiếng gọi anh tư anh nhớ em không tiếng gọi của cô làm trong tư mến khựng lại ông nheo mắt hỏi ngược ra uh, cô là ai em là chi ba năm trước có về đây để viết bài về nhà mình anh có nhớ em không anh anh từng nói chuyện rất nhiều với em mà cô Tư mến lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi gật gù ờ tôi nhớ mà sao cô lại đi cùng bọn này cô cùng phe với họ sao không anh hiểu nhầm rồi em là phóng viên đến đây để viết bài một cách công tâm em không đứng về phe ai cả Em biết anh có lý do để từ chối việc giải tỏa, vậy thì hãy nói cho em biết, nếu nó hợp lý thì em sẽ viết bài báo cho mình. Có thật là thế không? Thật chứ? Anh không tin em à? Em vào trong nhé, chỉ nói chuyện ít phút thôi. Mất thêm một lúc nữa thì ông Tư Mến mới gật đầu. Tuy nhiên ông cũng nói ngay. Chỉ một mình cô được vào thôi, còn bọn kia thì không. Ai trái ý bước vào khi tôi chưa cho phép thì đừng trách. À vâng, em biết rồi. Chị quay sang nhìn ông nhâm rồi nháy mắt ra hiệu. Thế là sau đó, ông cùng những cấp dưới của mình đứng lùi lại bên ngoài đường cái. Còn Chi thì đẩy cổng, lững thững bước vào. Vô đến nơi, từ mến kéo chiếc ghế gỗ ra, từ tốn nói. Mời cô ngồi. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị vừa ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Trong căn phòng ngoài bộ bàn ghế ra thì toàn là bàn thờ với đủ mọi loại tượng thần Phật lớn nhỏ. Cờ phiến cũng như bùa được dán khắp nơi. Đặc biệt chi nhận ra hai tấm di ảnh trên một cái bàn thờ nhỏ gần đó chính là di ảnh của Trúc và người chồng của cô. Như một sự lịch sự, chị hướng mắt về phía đó rồi hỏi. Thưa anh, em có thể thắp cho chị Trúc một nén hương được không? Được, cô thắp đi, chị gật gù đứng lên bước tới phía bàn thờ nén hương thắp xong chị nhìn kỹ hơn về phía tấm di ảnh của chúc cội có một nụ cười hiền và đẹp lắm tuy người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận nhưng việc để di ảnh của tú chồng cô kế bên khiến cho chi có chút chạnh lòng lắm đối với chi tội vũ phu là một thứ gì đó hết sức kinh tởm cho dù có hàng trăm hàng ngàn bản án được xử thì cũng chẳng bao giờ có thể gột rửa hết tội lỗi này Ai... Chị khẽ thở dài Trở lại với bộ bàn ghế giữa phòng Lúc này tư mến cũng đã rót sẵn một tách trà Mời cô dùng Nhà quê nên chỉ có tí trà bắc Mong cô không chê Dạ không sao đâu ạ à. Mà ở nhà có mỗi mình anh thôi hả Còn đứa bé đâu À Nó đang được gửi ở nhà trẻ rồi Tôi cả ngày bận biểu đủ công chuyện Với lại sợ để nó ở đây nhiều lại không hay sao lại không hay chuyện này vừa nói tư mến vừa hướng mắt về phía ngoài cổng nơi có ông nhâm và cán bộ xã đang đứng rồi từ tốn nói họ tới quấy rầy tôi nhiều lắm mấy hôm trước còn cử công an xã đến để kiểm tra nhà tôi cô cũng biết tôi làm nghề gì mà nhưng dạo gần đây tôi cũng không còn dám hành nghề nữa bởi vì hễ có khách tới tìm là họ cũng xuất hiện rồi bắt phạt tôi tuyên truyền mê tín dị đoan nếu như có chuyện gì gấp lắm như cứu người thì tôi cũng chỉ dám hành đạo ở xa nhà mình. Thấy để con bé ở nhà không yên tâm nên thôi, tôi cứ đem gửi nó cho nhà trẻ là tốt nhất. À, dạ, chị gật gù. Anh tính như vậy cũng tốt. Con bé dạo này chắc lớn rồi nhỉ, cũng 3 tuổi rồi chứ ít gì. Ờ, à, vâng, con Diễm, nó cao chừng này này. Từ mến giơ tay ngang đầu gối mình để miêu tả. Trong ánh mắt của ông hiện lên rõ sự vui sướng khi nhắc tới đứa cháu tội nghiệp. Chị bừng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi trở lại với vấn đề chính. Anh Tư này, sáng đến giờ em xuống đây, có đọc qua hết mọi loại giấy tờ. Em thấy việc giải tỏa đất ở khu này hoàn toàn không có điểm sai phạm nào. Sao anh lại không chịu di rời? Câu nói của chị vừa dứt thì nụ cười trên miệng của tư mến cũng tắt theo. Ông lắc đầu, nói với một giọng hết sức cay gắt. Cô vẫn ủng hộ chúng nó à? Chúng nó khó khác gì cái bọn cướp đâu. Anh chết, sao anh lại nói thế? Họ sẽ bồi thường cho anh để anh đi định cửa ở nơi khác được mà. Cô không hiểu đâu. Thứ nhất, tiền đền bù đúng là có, nhưng nó làm sao đủ để đi nơi khác sinh sống một cách ổn định. Tiền họ bồi thường chắc chỉ có nước dọn tới vùng sâu vùng xa khi ho có gái mới đủ. Thứ hai, và cũng là thứ quan trọng nhất đó chính là di nguyện từ hồi còn sống của vợ chồng con chúc chúng nó nói trong nhà không có tiền bạc gì chỉ mong giữ lại mảnh đất để sau này cho con bé diễm làm của hồi môn về nhà chồng giờ mà bị mất đất thì tôi biết ăn nói thế nào với vợ chồng nó nơi chín suối trong gương mặt của tư mến chỉ biết ông ta cũng đã khổ tâm rất nhiều tuy nhiên cô cũng hiểu luật là luật nếu như ông ta không chấp nhận đền bù thì sẽ đến một ngày mảnh đất này bị cưỡng chế thu hồi mà thôi cô đặt tách trà xuống bàn tiếp tục thuyết phục anh tư anh nghĩ lại đi chuyện này không phải cứ cố chấp là được đâu giờ ít ra anh còn thời gian để chuẩn bị nơi ở mới chứ tới khi bị cưỡng chế lúc ấy làm sao anh xoay sở kịp cảm ơn cô đã lo cho cậu cháu tôi nhưng mà không sao tôi biết mình phải làm gì mà còn cô bệnh tình dạo này ra sao? Câu hỏi của ông Tư làm chi giật nảy mình Bởi ở lần gặp 3 năm trước Khi ấy cô thậm chí còn chưa biết bệnh tình của mình cơ mà Cô ấp úng Ờ... À, anh... sao anh lại biết? Có khó gì đâu Thực ra tôi đã nhận ra từ nãy rồi Ấn đường của cô đen lắm Mắt không còn tinh anh như 3 năm trước Tôi đoán cô có cái vấn đề về cái này nhỉ? Vừa nói ông tư mến vừa đưa ngón tay chỉ vào đầu mình. Quả thật không sai một chút nào. Chỉ gật gù. Vâng vâng, đúng là em đang còn một khối u trong não. Hơn một năm nay nó đã không lớn thêm tí nào nữa. Nhưng mà bác sĩ cũng đã dặn em là có thể nó sẽ biến chứng bất cứ lúc nào. Nhẹ thì tay biến liệt nửa người, còn nặng thì chết. Nói chung là em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chồng cô có vẻ bình thản nhỉ. Đưa bàn tay tôi xem nào. Sao à? Thì đưa bàn tay đây, tôi xem chỉ tay giúp cho, không lấy tiền đâu mà sợ. Nói tới đây, không đợi chi đưa tay, tự mến tự cầm lấy bàn tay phải của cô, xòe ra rồi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào trong. Vừa nhìn, ông vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Khoảng chừng 5 phút sau thì ông ngừng lại, đưa mắt nhìn chi. Cô không cần phải lo lắng quá nhiều lạc quan yêu đời lên. Tôi thấy bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm trong tương lai đấy. Đừng bỏ cuộc. Chi vì cười, bởi tuy ông tư mến có tài xem bói tài giỏi tới đâu, thì sự thật cũng không tốt đẹp như vậy. Cô nghĩ chắc ông chỉ đang cố gắng động viên tinh thần mình mà thôi. Chưa ngừng lại ở đó, ông còn lấy từ trong túi mình ra một lá bùa nho nhỏ, gấp thành hình vuông rồi đưa cho Chi. Cô giữ lấy, đây là lá bùa cầu an. Cái này em... Em không dám nhận đâu ạ à? Sao lại không dám? Tôi không đòi tiền nong gì đâu Tôi thấy cô là một người tốt, có tình, có nghĩa Nên tôi mới tặng cái này Còn nếu cô chê thì thôi vậy Tôi không ép Không phải... Chỉ xua xua tay Anh đừng có hiểu nhầm em Em nhận em nhận mà Đấy, thế có phải là vui vẻ cả làng không? Nhận lấy lá bùa trên tay tương mến chỉ gật đầu cảm ơn ông rối rít Cũng không còn sớm nữa Cô xin phép đứng lên ra về Cho kịp chuyến xe về lại thành phố Trước khi đi Chỉ bước lại chỗ bàn thờ của Trúc thêm lần nữa Để chắp tay vái mấy vái Nhưng khi vừa bước tới nơi cô giật bắn mình Hoảng hốt giật lùi ra sau Bởi trên tấm di ảnh của Trúc bấy giờ Ngập ngụa một màu đỏ thẫm như máu Nó làm nhẹ đi hết cả khung hình Ở kế bên Tấm ảnh của Tú thì lại trống trơn Chỉ có một màu trắng đục Chứ không còn là hình ảnh của gã ta nữa Cái... cái gì thế này? Chỉ lắp bắp Thụt lùi thêm hai bước nữa Thì va phải thành ghế Thấy thế từ mến vội đứng dậy Đỡ lấy cô rồi hỏi Cô... cô bị sao thế? Đau đầu à? Tôi... Chỉ lắc đầu Mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn thờ Ở đó... Ở đó đâu có chuyện gì ông tư đứng dậy nhìn theo hướng chỉ của chi rồi lắc đầu Ủa cô thấy gì thế có gì lạ đâu sao chị đưa mắt cố gắng nhìn lại lần nữa ấy thế mà đúng là thật bất ngờ bởi lúc này hai tấm di ảnh đã trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì chị đưa tay vỗ vỗ vào chán rồi lẩm nhẩm nói à, không có gì đâu Em hơi hoa mắt nên nhìn nhầm Thôi em xin phép ra về Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé Cả con bé Diễm nữa Sau này có dịp em sẽ xuống chơi Vâng cảm ơn cô Cô đi cẩn thận Vừa bước ra khỏi cổng nhà Chỉ bị ông nhâm và đám cấp dưới của ông ta vây lấy Hỏi đủ thứ câu hỏi dồn dập Sao rồi? Cái thằng ấy nó nói gì? Nó có chịu hợp tác không? chồng à, sắc mặt cô không được tốt nó có mắng chửi hay là hăm dọa cô không nếu nó dám hăm dọa cô cứ nói ra chúng tôi sẽ dùng đó làm bằng chứng thừa kiện nó cho cô cái thằng này nó bất trị lắm cô đừng để nó hù dọa cho sợ trước những câu hỏi ấy chị chỉ lắc đầu xua tay ờ à, không có gì tôi chỉ hỏi thăm vài chuyện thôi giờ nhờ các ông đưa tôi về trụ sở để đợi taxi đến với Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì taxi cũng đến. Chị tạm biệt ông nhâm rồi mở cửa xe bước vào. Không biết có phải do khối u hoành hành hay không, mà lúc này đây đầu cô cứ ong ong, hai mắt mở dần đi. Thấy không ổn, chị lấy thuốc ra uống liền hai viên rồi nằm ngả lưng ra băng ghế sau thiếp đi. Chi, chi, dậy đi, chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Tiếng gọi khe khẽ làm cho chi giật mình tỉnh giấc. Nhận ra bản thân vẫn đang ở trên xe Cô nhờ mắt cất tiếng gọi à, Bác Tài ơi à, Tới rồi hay sao mà bác gọi cháu thế Đâu Tôi có gọi cô đâu Còn gần 20 phút nữa cơ Ơ ờ, Chị ngơ ngác Bởi rõ ràng vừa rồi cô bị ai đó gọi dậy cơ mà Chị đưa mắt nhìn ra ngoài lớp cửa kính Trời lúc này đang đổ mưa tuy không nghe được tiếng nước vì bên trong xe đã cách âm nhưng chỉ cần nhìn thôi thì cô cũng đủ biết đây là một cơn mưa khá to tiếp đến chi kiểm tra điện thoại và hộp thư email của mình vẫn là những thông báo từ tòa soạn thường ngày cô thở dài đưa bàn tay ấn vào giữa chán và rồi ánh mắt của chi thoáng trông thấy phía trước xe có một bóng người đang đứng khoảng cách gần quá thế này thì sẽ gây ra tai nạn mất theo phản xạ cô hét lớn Dừng lại Dừng lại Tiếng hét của Chi cũng làm cho bác Tài giật bắn mình Ông vội vàng đạp chân phanh Do đang ở tốc độ cao cộng với con đường đầy nước mưa Nên chiếc xe mất lái Xoay vòng vòng Rồi đâm sầm vào một cốc cây bên đường Cú va chạm khá mạnh Làm bung cả túi khí ở đằng trước Còn Chi may mắn đã thắt dây an toàn Nên cũng chỉ đập người vào thành xe mà thôi Chuyện quái gì thế này Đau quá Đau quá Bác Tài hét toáng lên Có vẻ như ông ta đã bị thương Lúc này những người đi đường và dân cư xung quanh cũng bắt đầu ùa đến Họ kéo cả hai ra khỏi chiếc xe taxi Ông tài xế ôm bắp chân đang rướm máu của mình Trừng mắt nhìn chi mà quát Cô kia, tự dưng cô bảo tôi dừng lại làm gì hả? Cô có bị điên không? Tôi, Tôi Chỉ ấp úng Kể lại việc mình nhìn thấy đối phương suýt tông phải người đi đường Thế nhưng ông tài xế không những không bình tĩnh lại Mà còn bực tức hơn Mẹ kiếp còn điên Mày đừng có mà dựng chuyện Làm gì có ai Tao đang đi hết sức bình thường Thì mày lại hét lên như thế Mày Mày phải chịu trách nhiệm Tất nhiên là chị không đồng ý rồi Cô quay sang nhờ những người ở đó gọi công an đến hiện trường để giải quyết sau chừng hơn 20 phút thì mấy anh công an giao thông cũng đến. Câu chuyện của Chi và ông tài xế hoàn toàn trái ngược nhau. Không ai chịu nhượng ai nên cuối cùng họ đành phải trích xuất camera của chính chiếc taxi này để kiểm tra. Và rồi, mọi thứ dường như chống lại Chi, bởi sau khi kiểm tra một cách kỹ lưỡng, thậm chí cho chính Chi xem, thì quả thật không hề có bất kỳ ai ở trước xe trong thời điểm xảy ra tai nạn cả. Không, không thể nào Rõ ràng tôi thấy, tôi thấy mà Còn điên Ông tài xế vẫn trời hăng lắm Bằng chứng rõ ràng ràng ở đây mà mày còn chối được nữa sao Mày sẽ thấy Nhưng mà không phải thấy người Mà thấy giấy mời từ tòa án đấy Tao phải bắt mày bồi thường cho tao Không ít đâu con ạ Cái lúc này đây Chỉ quả thực rối lắm Nhưng đúng thật là chuyện đã xảy ra Sắp tới rất có thể cô sẽ đối mặt với một khoản bồi thường khổng lồ. Càng nghĩ, cơn đau đầu của Chi lại tái phát. Cô u ớ mấy tiếng rồi ngã khủy xuống đất, ngất lịm. Lúc tỉnh lại, Chi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Đầu óc cô quay cuồng. Giờ đây, mỗi cử động nhẹ trên khuôn mặt cũng làm cho cô choáng váng. Từ phía góc phòng, một bóng người từ từ bước tới. Thì thầm hỏi. Còn đau nhiều không? Nghe giọng và sáng người Cộng thêm bộ quần áo màu trắng Thì chi đoán đây là một cô y tá Tuy nhiên Hai mắt của cô nhẹ đến nỗi Không thấy được rõ hơn nữa Chi thều thào Tôi nằm ở đây bao lâu rồi Đây là đâu Bệnh viện thành phố Chắc cũng gần 3 giờ đồng hồ rồi đấy Cô được đưa tới vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều Trời Lâu vậy sao Rồi Ai đưa tôi vào đây Sự nhớ lại những chuyện trước khi ngất Chỉ càng hoảng hơn Cô ấp úng Ông Ông tài xế sao rồi Ông ta Ông ta có ở đây không Chưa kịp nghe đối phương trả lời Thì từ đâu Một bóng người mặc quần áo đen bước tới túm lấy tóc rồi kéo cô y tá kia đi Tại sao trong bệnh viện lại có cảnh này Người đàn ông kia là ai Sao lại lỗ mãng như thế? chỉ lấy làm lạ lắm nhưng quả thực cô không còn đủ sức để làm gì thêm cơn choáng váng tiếp tục hành hạ chỉ ngất đi lần thứ hai trong cơn mê man cô tự dưng thấy mình đứng ở giữa một bãi đất trống xung quanh là một màu đen u tối mình mình đang ở đâu đây vừa lẩm nhẩm chi vừa lò dò đi về phía trước tuy nhiên chưa bước được bao xa thì cô cảm thấy dường như không gian xung quanh mình đang thu hẹp lại. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Mất đà, chỉ rơi tự do vào trong khoảng không. Giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy tay mình đang bám chặt vào thành giường. Hai mắt cô mở to, nhìn chân chối lên trần nhà, rồi thở hổn hển. Gần đó có tiếng lạch cạch của bánh xe đẩy. Chỉ nhìn sang thì nhận ra một cô y tá đang đẩy xe thuốc tới giường bệnh của mình giờ hai mắt của cô đã tốt hơn nên có thể nhìn rõ mặt mũi của đối phương sực nhớ lại chuyện ban nãy chị hỏi ngay cô không sao chứ lúc nãy người kia có làm gì cô không người nào Quỳ tá nhíu mày vừa lấy thuốc vào ống tiêm vừa hỏi thì uh, lúc nãy tôi thấy có người nào đó vào túm tóc cô kéo đi lúc cô đứng ở đây này Thế nhưng cô y tá lại lắc đầu đáp Đâu có ai đâu Và lại tôi mới chỉ vào đây lần đầu tiên Để trích thuốc cho cô thôi Từ tối tới giờ làm gì có ai khác vào trong phòng này Cô có nhìn nhầm không? Không Tôi không thể nhìn nhầm được đâu Từ lúc đó tôi không thấy rõ mặt Nhưng tôi chắc chắn là mình không thể nhìn nhầm Còn nói chuyện nữa mà Có phải tôi được đưa vào đây Lúc 5 giờ rưỡi chiều không? Cái này Sao cô biết? Do cô y tá kia nói đấy Nếu làm mơ thì làm sao tôi có thể biết được chứ Lúc đưa vào đây tôi còn hôn mê mà Cô y tá có chút bối rối Nhưng cô ta cũng tiếp tục lắc đầu phản bác Chuyện này là không thể Cả dãy phòng bệnh này do ít bệnh nhân Nên chiều nay chỉ có mình tôi làm y tá trực thôi Hơn nữa Ngoài hành lang dẫn vào đây đều được khóa lại Ngay cả người nhà bệnh nhân muốn vào thăm Cũng có khung giờ nhất định Thế Người đó là ai? Sao, sao tôi lại thấy và nói chuyện được với cô ta? Cái này... Quỷ tá ngập ngừng. Nói ra thì cô đừng sợ. Chưa ở bệnh viện mà. Đâu thiếu những chuyện tâm linh cơ chứ. Có thể người mà cô nói chuyện kia lại không phải là người. Chị cũng hiểu ẩn ý sau câu nói của đối phương. Vốn cũng có chút tin vào tâm linh. Nên chị thấy gai ốc mình bắt đầu nổi lên. Để ý kỹ thì đúng thật là hành động của người ban nãy không được bình thường cho lắm. Cô ta chỉ đứng yên rồi nói chuyện với Chi, chứ không hề làm bất kỳ hành động nào khác. Rồi đến bóng người kia lao đến nắm tóc kéo đi cũng rất nhanh. Nếu như bị như vậy, một người bình thường chắc chắn sẽ kêu la hoặc hô hoán lên rồi. Còn đây, mọi thứ trở nên im lặng đến kỳ lạ. Như vậy, lẽ nào mình gặp ma thật? chị đưa mắt nhìn cô y tá rồi lắp bắp hỏi thế tôi còn phải ở đây bao lâu nữa tôi muốn xuất viện có được không cái này thì tôi không chắc tại vì theo hồ sơ bệnh án được lưu tại bệnh viện của cô thì bác sĩ chẩn đoán khối u trong não đang phát triển trở lại để đảm bảo không bị thêm di chứng gì thì cô nên ở lại đây theo dõi ít ngày không được chị lắc đầu chống tay ngồi dậy Thế thì lâu quá Bệnh tình của tôi thế nào tôi biết mà Còn lại theo dõi cũng chẳng có tác dụng gì cả Phiền cô nhắn với bác sĩ là tôi sẽ làm thủ tục xuất viện Tôi còn nhiều việc phải làm lắm Cô... Quả thực chị đã quyết định thì không ai có thể ngăn được Trích xong mũi thuốc thì cô nhòm dậy Bước ra ngoài quầy lễ tân để làm thủ tục xuất viện Ngày hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi với cô rồi Chị tự nhủ giờ mà về tới nhà thì cô sẽ nằm lăn ra ngủ một tấc trên chiếc giường êm ái cho tới tận sáng thế nhưng dự định này khó có thể thực hiện được bởi ngoài việc gửi bài về cho tòa soạn cô còn phải liên lạc với người tài xế kia để xin được bồi thường chuyện này nếu làm to lên mang ra tới tòa thì có khi còn rắc rối hơn nữa alo ai đấy Đã cho hỏi có phải số điện thoại của anh dũng tài xế taxi không ạ à? Mẹ kiếp thì ra là mày Tao tưởng mày giả vờ ngất rồi trốn luôn chứ Đợi một lát tao tới bệnh viện tính sổ với mày ngay Đừng Anh không cần đến đâu Tôi ở xuất viện rồi Giờ anh ở đâu tôi muốn nói chuyện Được Xem ra mày cũng không đến nỗi nào Để tao nhắn địa chỉ Lo mà đến nhanh không thì đừng trách Nói tới đây không đợi chi trả lời Ông tài xế vội vàng cúp máy Sau đó Ông gửi tin nhắn địa chỉ nhà cho cô Chị hít một hơi thật sâu Cố gắng kìm nén sự bất lực lại Sau gần 2 giờ đồng hồ Cuộc trò chuyện đã kết thúc Với một sự bất lợi không hề nhỏ cho Chi Ông tài xế yêu cầu cô bồi thường 50 triệu đồng Để khắc phục hậu quả cô để lại Đối với chị bây giờ mà nói Có vắt hết tiền tiết kiệm Thì cũng chỉ được một phần ba con số ấy Cô cố gắng năn nỉ tới mức quỳ cả xuống sàn nhà Cuối cùng Ông Dũng chấp nhận lấy trước 10 triệu Và làm giấy bãi nại Số còn lại ông cho cô 3 ngày Nếu như không có Thì ông ta dọa Cho dù cô có trốn đi đâu Cũng sẽ tìm tới tận nơi để mà tính sổ Trước lời đề nghị kèm hăm dọa này Chị đâu còn lựa chọn nào khác Ngoài gật đầu đồng ý 11 giờ đêm Chị mở cửa căn phòng trọ Cô lê từng bước chân mệt mỏi vào trong Không tắm rửa không tay quần áo hay ăn uống gì cứ thế chi thả người nằm vật ra giường rồi tiếp đi những tưởng đâu đây sẽ là chút phút giây nghỉ ngơi thoải mái duy nhất trong ngày nhưng không nằm chưa được bao lâu thì chi lại thấy mình tiếp tục đứng ở bãi đất trống rút kinh nghiệm từ lần trước cô nhìn xuống dưới chân mình thủ thế cho cú rơi tự do ấy thế mà chẳng có sự rung chuyển hay cú rơi nào cả mọi thứ vẫn hết sức bình thường chỉ nhíu mày lẩm nhẩm mình đang mơ sao đây là đâu vậy vừa mới dứt câu thì từ bóng tối phía trước mặt một bóng trắng lao đến với một vận tốc khá nhanh cứu với cứu tôi với cứu với cái bóng mỗi lúc một gần hơn và rồi khi chỉ còn cách chi chừng năm bước chân thì nó đổ cục xuống đất đó là một người phụ nữ tóc tay xóa dài rũ rượi cô ta giơ tay bấu lấy nền đất cứu với cứu tôi với đáng sợ hơn là cả người của cô này bê bết máu chi giật lùi ra sau mấy bước lắp bắp hỏi cô cô là ai có chuyện gì thế vừa dứt câu thì đối phương ngước mặt lên và rồi chỉ cuối cùng cũng nhận ra được đó là ai nhưng làm sao cô có thể tin vào mắt mình được chứ Đó không ai khác chính là Trúc Người phụ nữ bị chồng mình giết hại ở xã Đại Thắng Không thể nào nhầm được Khuôn mặt tuy dính đầy máu Nhưng chắc chắn là của Trúc Cứu với Cứu tôi với Cứu Trúc chưa cầu cứu hết câu Thì như có một sức mạnh vô hình nào đó Kéo ngược cô về phía sau Hình ảnh đầy kinh dị của Trúc Dần mở khuất trong bóng tối Chị cũng giật mình thức giấc Nhận ra tất cả chỉ là mơ Cô đưa tay lên chán lau đống mồ hôi vã ra như tắm Miệng lẩm nhẩm mình, mình Mình bị làm sao thế này Khi còn chưa kịp định thần lại được Thì cơn đau đầu tiếp tục ập đến Chị cố gắng mỏ mẫm lấy lọ thuốc Trong túi sách được ngựa cổ lên Nốc trong vô thức Không biết cô đã nuốt bao nhiêu viên rồi nữa Uống xong chị lại nằm vật ra giường thiếp đi. Ở lần thiếp đi thứ hai này, mọi thứ càng mơ hồ hơn. Chị nghe thấy tiếng người khóc lóc, tiếng la hét chửi rủa, Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng mài dao xòe xoẹt đến ớn lạnh cả người. Phải đến tận trưa hôm sau thì Chi mới tỉnh dậy. Cô nhăn mặt vì cơn đau đầu vẫn âm ỉ. Nằm trên giường thêm gần nửa giờ đồng hồ nữa thì cơn đau ấy mới chịu dịu đi chị chống tay ngồi dậy một cách khó khăn cô thực sự chỉ muốn nằm ngủ thêm nhưng không được đầu giờ chiều cô có hẹn với một người quen cũ trước là nói chuyện tâm sự sau là để xin mượn đỡ một số tiền giải quyết chuyện đền bù cho ông dũng tài xế chị thở dài cố gắng nhỏm người dậy khỏi giường vào trong nhà vệ sinh cô vặn vòi nước ấm bắt đầu chảy ra làm cho chị thấy thoải mái lắm tuy nhiên sự thoải mái này chưa được bao lâu Thì cô đứng khẩn lại Hạ hốc mồm Bởi có hình ảnh phản chiếu trong tấm gương gần đó Thì chi thấy khắp người mình Đầy những vết bầm tím Cái... Cái gì thế này? Những vết bầm nhiều và lớn đến nỗi như thế Cô vừa mới trải qua một trận ẩu đà Thừa sống thiếu chết vậy Chị đùn đùn đưa bàn tay mình thử chạm vào những vết bầm ấy. Nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy đau ấn mạnh hơn cũng vậy chi thử véo một cái vào đùi cơn đau làm cho cô nhăn mặt như vậy có nghĩa là cô không hề bị mất cảm giác những vết bầm này không đau thật đáng nói hơn nếu nhìn kỹ thì ở trên cánh tay của chi có hiện rõ vết bầm giống như hình bàn tay năm ngón đang bấu vào hay đây là vết tích trong lúc lời qua tiếng lại tại hiện trường tai nạn với ông dũng hôm qua quả thật thì đây là lý do khả dĩ nhất mà chi có thể nghĩ được cô cũng không dám nghĩ thêm vì đầu óc đã đủ mệt mỏi rồi tắm xong chị thay quần áo rồi bước ra ngoài cô đến quán cà phê khi kim đồng hồ chỉ sang một giờ đúng người bạn lúc này vẫn chưa đến nên cô tự tìm một góc bàn trong quán để cho vắng vẻ thích hợp nói chuyện tiền bạc đây cũng chính là lần đầu tiên chia hỏi mượn tiền của người khác nên cô hơi có chút ngại ngần. 30, 40 phút trôi qua, ấy thế mà vẫn chưa thấy bạn mình đến, chỉ nhíu mày lấy điện thoại ra gọi. Alo? Alo, ông đến chưa? Tôi đến từ nãy giờ rồi. Ơ? Ờ, ông đến sao không bảo tôi, tôi cũng đến từ một lúc một giờ cơ. Ông ngồi ở đâu? Vừa nói chị vừa đưa mắt nhìn quét quanh quán cuối cùng cô cũng nhận ra người bạn của mình đang ngồi ở một góc khác cô vội vàng cúp máy rồi bước nhanh tới trời đất luân ông đến từ bao giờ đấy không nhìn thấy tôi sao người đàn ông tên luân lắc đầu mỉm cười đáp tất nhiên là tôi thấy chứ nhưng thấy bà không ngồi một mình tôi nghĩ chắc có việc chưa giải quyết xong nên tôi ngồi bên này để đợi Ờ... chị ngơ ngác ông nói gì thế không ngồi một mình là sao? Tôi, tôi ngồi một mình mà. Đâu có. Luân lắc đầu. Tôi thấy bà ngồi với một người đàn ông. Càng nghe đối phương nói, chỉ càng khó hiểu. Bởi rõ ràng cô làm gì có ngồi với ai. Chỉ quay ra sau, nhìn về phía bàn mình vừa ngồi. Đúng thật là không có người nào khác cả. Đâu? Có ai đâu Luân? Lúc này Luân cũng gật gù xác nhận Ừ, giờ thì không thấy nữa. Chắc anh ta đi đâu rồi à? Chứ tôi không nhìn nhầm đâu. Chị cũng muốn làm rõ sự thắc mắc này, nhưng cô sực nhớ ra lý do chính mình đến đây. Thế là cô gạt mọi thứ sang một bên, ngồi xuống vào thẳng vấn đề chính. À, Luân à, hôm nay hẹn ông ra đây, tôi cũng đã nói sơ qua trong điện thoại rồi đấy. Tôi không biết phải nhờ ai nữa, giờ tôi rối lắm. Ờ, ừ, tôi hiểu mà, Thế bên đó cho bà thời gian bao lâu Ba ngày Tính luôn hôm nay Trời đất gấp thế hả Chị thở dài gật đầu Tôi biết nhờ vả thế này đối với ông là khó Ông cũng đâu có khá giả gì Nhưng quả thực tôi biết quá rồi Nếu ông giúp được Thì hàng tháng tôi sẽ cố gắng trả bớt từng phần cho ông Không quá một năm Ông sẽ nhận lại đủ Ý tôi không phải thế luân xô xô tay tôi sẽ cho bà mượn mà trời có thật không ông ông giúp tôi thật sao ừ tôi sẽ giúp bà yên tâm đi nhưng mà hiện giờ tôi không có tiền mặt tôi sẽ mượn giúp một đứa bạn của mình đứa này thì bà không cần phải lo vì nó với tôi thân nhau lắm tuy nhiên nó đang ở nước ngoài nên việc gửi tiền về không dễ dàng mấy nhanh thì một ngày còn chậm thì phải đến hai ba hôm Tôi sợ trễ thời gian của bà. Không sao, chỉ lắc đầu. Ông chịu giúp tôi là được rồi, chậm một ngày chắc bên kia họ không làm khó dễ đâu. Ờ, ừ, thế thì được rồi, có gì tôi sẽ gọi thông báo cho bà biết. Vâng, vâng, tôi cảm ơn, tôi thực sự cảm ơn ông nhiều lắm. Thôi, giờ cũng không còn sớm nữa, tôi có việc xin phép đi trước nhé. Vâng vâng Ông cứ đi đi Cà phê để tôi trả nhé Ờ ừ, thôi thế cũng được Luân gật gù đứng dậy rời khỏi quán chỉ thì khỏi phải nói Cô vui mừng như chết đi sống lại Vậy là đã cỡ được một rắc rối to lớn trong đầu rồi Trở về phòng Có lẽ đã giải quyết được chuyện đền bù Nên giờ cô mới cảm thấy đói bụng Nói mình nhớ Cũng hơn một ngày trời cô chưa có gì bỏ vào bụng rồi Chị xuống bếp Lấy tạm hai gói mì với một quả trứng Nấu lên ăn tạm cho qua cơn đói rồi ngủ Chứ cô cũng chẳng đủ sức để ra ngoài hàng quán Ăn một bữa cho đàng hoàng Nước sôi Chị lần lượt bỏ từng vắt mì vào nồi Cuối cùng là quả trứng gà Cô đập rồi cho vào nấu luôn một thể Nhưng rồi khi vỏ trứng nứt ra Từ bên trong Một dòng dịch đỏ lòng tuôn ra không hề có tròng trắng hay tròng đỏ chỉ có thứ nước như máu kia thôi chưa hết nó còn bốc lên một mùi tanh hôi đến lợm cả giọng nữa chi giật mình đánh đôi cả vỏ trứng vào trong nồi rồi giật lùi lại cái cái gì thế này nhưng rồi cô cũng chỉ nghĩ quả trứng này bị hỏng mà thôi có chút mệt mỏi chi đổ hết cả nồi mì vào trong thùng rác rồi lấy gói khác ra nấu lại ở lần thứ hai này Cô chỉ ăn mì chứ không lấy trứng nữa Một phần để cho nhanh rồi đi ngủ Phần nữa sợ trứng nữa Lại hỏng thì mất công Mì chín chỉ tắt bếp Đặt cả nồi lên trên bàn ăn Mùi thơm từ nó bốc lên Làm cho cô nghe rõ tiếng kêu ọp ẹp Phát ra từ trong bụng Đúng lúc ấy Tiếng chuông điện thoại ở trong phòng ngủ Réo gọi Tuy chưa biết là ai Nhưng chỉ sợ là ông Dũng Ông ta gọi mà cô không nhấc máy thì có thể sẽ tức giận thêm. Thế là cô để nồi mì ở đó rồi chạy vội vào trong để nghe máy. Đến nơi có chút thở vào khi người gọi không phải là ông Dũng, mà là người phụ trách nội dung trên tòa soạn. Chị hít một hơi, nhấc máy lên. Alo, em nghe. Ờ, chị đấy hả? Anh nhận được bài em gửi qua mail rồi. Nhưng mà sao nó ngắn thế? tổng hợp để đăng thì chưa quá nửa trang sẽ bảo vụ này phải ít nhất hai một trang đấy với lại có nhiều câu hơi lủng củng em không khỏe hơ hay gửi nhầm đoạn nháp cho anh vậy em có thể viết lại được không À vâng được ạ à. do hôm qua em có tí chuyện nên không tập trung cho lắm xin lỗi anh em sẽ cố gắng hoàn thành nó trong chiều hôm nay ừ thế cũng được anh biết năng lực của em mà Nên là thấy lạ thôi chứ không có chê bai gì đâu Cố gắng nhé Trao đổi thêm chừng 10 phút thì cuộc gọi kết thúc Chị đặt điện thoại xuống giường thở dài Đúng thật là hôm qua Cô soạn bài rồi gửi đi lúc ngồi trên xe taxi đến nhà ông Dũng Thậm chí cô còn chẳng nhớ mình đã biết gì nữa cơ mà Cũng may mọi thứ chưa đi quá xa Chị tự nhủ sau khi ăn xong sẽ cố gắng viết lại cho thật nghiêm túc trở ra phòng bếp chi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn mì trong nồi nhưng khi sợi mì đầu tiên được cô đưa vào miệng thì chi lại nhanh chóng phun ra hồi quá đúng thật là sợi mì đã có vấn đề nó bốc lên một cái thứ mùi hôi chua như thể đã lên men vậy cái thứ mùi này thường xuất hiện ở những loại đồ ăn hết hạn sử dụng hoặc ôi thiêu nhưng gói mì này mới nấu chưa được 15 phút thì làm sao thiêu được. Hạn sử dụng của nó vẫn còn rất lâu. Còn nữa, nếu có bất kỳ điều gì bất thường thì lúc nấu chỉ đã biết được rồi. Cô bắt đầu hoang mang. Từ nãy tới giờ, hai lần nấu mì thì cả hai đều gặp phải những chuyện hết sức kỳ lạ. Nồi mì tiếp tục bị bỏ vào thùng rác. Lần này Chi chẳng còn hơi sức đâu để nấu ăn nữa. Cô quyết định gọi điện đặt cơm trên mạng đặt xong trong lúc đợi thì chi mở máy tính bắt đầu viết lại bài để gửi cho tòa soạn hơn một giờ đồng hồ trôi qua chi không viết được nhiều bởi cơn đói bụng vẫn làm cho cơ bụng cô co thắt dữ rồi cầm điện thoại lên chi lầm nhầm quay sau lâu sao đồ ăn thế thường ngày lâu lắm thì mình chỉ đợi chừng nửa giờ thôi mà thế là Chi lại gọi số điện thoại của quán ăn để hỏi sau hai tiếng chuông Rất nhanh chóng có người nhấc máy Alo Ai đấy à Cho hỏi phần đồ ăn của tôi khi nào được giao à Tôi đợi cả tiếng đồng hồ đấy Vâng Đơn của chị đặt lúc nào Giao đến đâu vậy à Tôi đặt từ 3 giờ Giao đến 152 thanh niên Vâng chị đợi em kiểm tra một tí Trường gần một phút sau thì có tiếng trả lời Chị ơi, chị kiểm tra lại giúp em nhân viên bên em đã giao đồ ăn vào nửa giờ trước rồi ạ à? bên chị nhận rồi mà ờ hay chị nhíu mày ngơ ngác hỏi lại làm gì có cơ chứ tôi ngồi đợi từ nãy giờ không hề có ai gọi điện giao bạn nhân viên bên em bảo tới đúng địa chỉ thì có một anh đang nhận hàng nên bạn ấy nghĩ là người quen của chị nên giao luôn ạ à? chị kiểm tra lại xem thử có nhờ ai nhận không không Tôi ở một mình làm gì có ai Cái này thì em thực sự không biết ạ à? Chỉ kiểm tra lại lần nữa Nếu vẫn không thấy thì có thể liên hệ lại Để quản lý của bọn em giải quyết Có chút bực dọc Chỉ cúp máy ngang Không đợi cho đối phương nói hết câu Cô cũng tự nhủ sẽ không bao giờ đặt hàng Ở quán này nữa Chắc là người giao hàng bị quên rồi lấy cớ đó Chứ làm gì có ai nhận Chỉ thở dài đứng lên Quyết định tự mình ra ngoài đầu đường Để ăn tạm thứ gì đó hoặc chiếc áo khoác lên người chia hướng về phía cửa và rồi lúc đi ngang qua bếp cô giật mình mắt mở to nhận ra có một cái túi màu đen đang được đặt trên bàn ăn của mình chị lững thững bước tới mở túi ra bất ngờ nối tiếp bất ngờ bởi thứ bên trong chính là phần cơm gà món ăn mà cô đã đặt hàng ban nãy chuyện gì đang xảy ra thế này chị giật lùi ra sau Đúng thật là không thể tin được vào mắt mình Tại sao nó lại có ở đây Chưa ngừng lại ở đó Từ trong góc phòng Một bóng người hiện ra Và đây cũng chính là thứ kinh dị nhất Bởi bóng người này chính là Tú Tên sát nhân giết vợ Ở xã Đại Thắng Cơm mặt gã ta trắng bệch Lưỡi thẻ dài ra Tú nhìn chi chằm chằm rồi từ từ tiến lại gần sự kinh hãi trong chi lúc này dường như đã đạt tới mức giới hạn. Cô ngã vật ra đất, ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy, chỉ không biết mình đã ngất đi bao lâu. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất sự sợ hãi đang xâm chiếm. Cô bắt đầu nhớ và sâu chối lại mọi việc. Từ bóng người đứng phía trước chiếc taxi của ông Dũng, rồi bóng trắng bị kéo đi ở trong bệnh viện, người đàn ông bí ẩn luôn thấy trong quán cà phê vài những chuyện lạ xảy ra trong phòng trọ chị chạy vội vào phòng lấy điện thoại được gọi cho luân alo giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia luân ông kể cho tôi nghe lúc ở quán cà phê ông thấy tôi ngồi với một người đàn ông phải không ừ thì sao tôi có nói rồi mà tôi vào trông thấy cô và người kia ngồi đối diện anh ta nói rất nhiều còn cô thì đăm chiêu lắm giống như không hề quan tâm tới lời nói của anh ta vậy anh anh có thể miêu tả người đàn ông ấy trông như thế nào được không cô hỏi gì mà lạ thế cứ trả lời đi làm ơn trả lời tôi đi à thì anh ta trông hơi gầy do ngồi nên không biết cao bao nhiêu tóc cắt theo kiểu ngắn gọn chứ không có tạo kiểu gì người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen hơi nhỏ và cũ chỉ nghe tới đây thôi chỉ đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất. Quả thật những gì Luân miêu tả hoàn toàn trùng khớp với nhân dạng của Tú. Cả chiếc áo sơ mi đen, cô cũng thấy khá ta mặc lúc nãy. Và cũng rất có thể, Tú chính là kẻ đã nhận cơm giao tới cho cô. Chị cũng nhận ra, mình có lẽ đã bị vong hồn của Tú ám. Nhưng tại sao hắn lại tìm tới cô? Hắn ta, hắn ta muốn hại cô sao? Chưa hết, còn có hình ảnh Trúc đầy máu me trong giấc mơ nữa chứ Không ổn rồi Chị lầm nhầm Mình Mình không thể cứ để yên như vậy được Và trong đầu cô bất chợt nhớ tới ông Tư Mến Đúng thật là chỉ có một mình ông ta mới giải quyết được chuyện này thôi Không chần chừ Chị vội vàng rời khỏi phòng trò Bắt taxi đi Cho dù bây giờ đã hơn 10 giờ tối Ngồi trên xe Sợ sự việc lần trước lại xảy ra Cô nhắm tịt mắt Lầm rầm khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật Quả thật bây giờ Nếu như thấy có ai ở trước xe đi chăng nữa Thì cô cũng chẳng dám nói gì Sau gần 3 giờ đồng hồ Thì chiếc taxi cũng ngừng lại Ở con đường mòn nhỏ Dẫn vào nhà ông tư mến Nhìn ra ngoài một màu đen nghịt khắp bốn phía cũng làm cho Chi có chút hơi ớn lạnh và chuồn chân. Nhưng nghĩ đến việc tiếp tục bị vong hồn của Tú hù dọa thì cô không thể nào chịu đựng được. Tính tiền taxi xong, chị mở cửa xe bước ra. Ngoài trời khá lạnh, cô mở đèn flash trong điện thoại rồi cứ thế mỏ mẫm đi theo con đường mòn. Chị cũng chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đường Bởi cô sợ Ngước lên thì lại nhìn thấy những thứ kinh dị Cũng may chị đến được cổng nhà ông tư mến một cách khá suôn sẻ Cô đưa mắt nhìn vào bên trong Tất nhiên không có bất kỳ ngọn đèn nào báo hiệu người bên trong nhà còn thức cả Nhưng chị cũng đâu quan tâm Cô hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi Anh Tư! Anh Tư ơi! Phải gọi đến 4 năm lần Thì bên trong nhà mới có chút động tĩnh Ánh đèn trước hiên bừng sáng Ông Tư mến đẩy cửa bước ra Ông nhau cặp mắt còn đang ngái ngủ của mình rồi cất tiếng hỏi vọng ngược lại. Ai đó? Muộn rồi còn tới đây làm chi? Anh Tư, em chi đây? Ủa? Tư mến bất ngờ lắm, ông chạy vội ra. Ủa? Cô còn chưa về thành phố sao? Giờ cũng muộn rồi, cô tới đây làm gì? Em... em đang bị chồng chị Trúc ám. Cái gì? Từ mến phỉ cười miệng lẩm nhẩm Cô nói cái gì thế Sao lại ám Thế nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của cô Thì nụ cười của ông tắt hẳn Chưa ngừng lại ở đó Ông nắm lấy bàn tay cô vạch ra xem Không ổn rồi Từ mến làm nhảm Nét mặt lộ rõ vẻ bối rối Chị cũng nói thêm vào Anh Tư Em biết chỉ có anh mới giúp được em Em... em sợ quá Thôi Ở đây không tiện màu vào trong nhà đi rồi nói vâng vâng chị gật đầu liên lệ sau khi vào trong gian phòng khách cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tư mến nghe nghe tới đâu gương mặt của ông lại tỏ vẻ hết sức bất ngờ tới đó đợi cho chị kể hết ông mới đứng lên thắp một nén hương trên bàn thờ của vợ chồng chúc thắp xong ông nói với giọng trầm buồn chuyện này quả thực giờ tôi cũng không thể giấu được nữa. Sau khi con trúc bị thằng tú giết hại, thì vong hồn của cả hai đứa nó cứ lảng vảng trên mảnh đất này mà không siêu thoát được. Tôi đã nhiều lần làm lễ cầu siêu, thậm chí có lần con trúc suýt được siêu thoát, nhưng trong giờ phút quan trọng nhất, vong hồn thằng tú lại kéo vợ nó lại. Khổ thân con bé, lúc sống bị chồng đánh đập, đến chết đi thì sự hành hạ ấy vẫn tiếp diễn không ngừng. Với đạo pháp của mình, Tôi chỉ có thể phong ấn vong hồn tụi nó trong mảnh đất này Tránh nó làm hại cho người khác Mọi việc tưởng chừng đã ổn Nhưng khi cô đến vào mấy hôm trước Tôi cứ có cảm giác bất an lắm Giờ thì tôi đã biết rồi Chắc do khối u trong đầu Nó làm cho cơ thể của cô suy yếu Mà hễ phần dương khí suy giảm Thì sẽ dễ bị vong hồn thằng Tú quấy phá Tôi đoán chừng Hôm ấy Tôi vì sợ đám cán bộ xã dòm ngó mà vội đóng cửa lại. Thằng Tú nó mới nhân cậu hội ấy mà bám vào người cô đi ra ngoài. Phá vỡ luôn lớp phong ấn của tôi. Nếu hôm ấy tôi phát hiện kịp thì đã bắt nó lại rồi. Nghe tới đây, gai ốc trên người chi nổi lên từng chặp. Cô chắp tay lại mếu máu. Anh Tư, anh giúp em với. Em có muốn bị hành hạ thế này đâu. Hai hôm nay với em là quá đủ rồi. Em thực sự sợ lắm. Được rồi." Từ Mến gật cô. "Cô tìm được tới đây thì không phải lo về chuyện ấy nữa đâu. Cô đợi tôi một chút." Nói tới đây Từ Mến đứng dậy, ông bước vào trong buồng phía sau. Khoảng chừng 5 phút thì trở ra với một cốc nước hơi đục màu, bên trên có vài mảnh cho nữa. "Cô uống đi, cái này là nước bùa đấy, uống vào nó có tác dụng an thần, cô cứ ở lại đây ngủ một giấc." sáng hôm sau mọi thứ sẽ ổn thôi có có thật là như vậy không em em sẽ không sao chứ thật cô uống đi rồi vào trong buồng nghỉ ngơi nhớ đừng có cử động mạnh quá kẻo con bé diễm nó thức giấc dạ vâng chị gật gù cầm lấy cốc nước bùa lên uống vị của nó không khó uống như cô nghĩ cứ thế chị uống cạn cốc nước rồi theo sự chỉ dẫn của ông tư mến đi vào trong buồng vô tới nơi qua ánh sáng từ cái bóng đèn ngủ cô nhận ra trên giường có một đứa bé gái đang nằm hai mắt nó nhắm nghiền chắc cờ đây là con bé diễm con gái của chị trúc chị thầm nghĩ cô cũng cố gắng nằm xuống giường thật nhẹ nhàng để không làm động đến nó nhưng đúng lúc này con bé mở cặp mắt tròn xoe của mình rồi nhìn sang cô là ai cô không phải mẹ con À Cô tên Chi Cô xin ngủ nhờ lại đây một đêm nhé Xin lỗi đã làm con thức giấc Còn bé Diễm dường như không quan tâm tới Sự hiện diện của Chi cho lắm Nó nhỏm dậy bước khỏi giường Rồi ghé sát tay vào cánh cửa Chi tò mò lắm Khẽ các tiếng hỏi Diễm Con làm gì thế Sao không ngủ đi Bố lại đánh mẹ nữa rồi Sao? chị giật mình toàn định hỏi thêm nhưng cốc nước bùa cũng đã phát huy tác dụng của mình hai mắt cô mở dần từ từ chìm vào trong giấc ngủ đúng thật là cốc nước bùa có hiệu nghiệm chỉ ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau mà không gặp phải bất kỳ cơn mộng mị nào đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ hôm qua đến giờ cô thức dậy bước ra ngoài trời hôm nay đã bớt lạnh hơn nắng chiếu qua ô cửa sổ làm mọi thứ ấm áp hẳn nhận ra chi từ mến cất giọng hỏi cô dậy rồi à thấy trong người thế nào có còn mơ nữa không dạ không chị lắc đầu em em khỏe rồi người có hơi nhức mỏi một chút thôi nhưng em ngủ ngon lắm ờ thế thì được rồi dạ vâng mọi chuyện được giải quyết rồi phải không ạ à? em em có thể về lại thành phố được chứ từ đã Từ mến lắc đầu Mới chỉ một phần thôi Tôi muốn cô ở lại đây thêm một ngày Để tôi làm phép thêm lần nữa cho yên tâm Dạ vâng Thế cũng được ạ Tất nhiên là chi không dám từ chối rồi Cô sẵn sàng làm mọi thứ từ mến bảo Chỉ cần cô không gặp lại vong hồn đầy ghê tởm của Tú nữa là được Nói thêm vài câu thì tư mến chỉ tay xuống bếp rồi nói ở dưới ấy có sẵn cháo trắng với một ít cá khô kho mặn cô không chê thì có thể dùng nhà quê tôi chỉ có thế này thôi tất nhiên là chi không thể nào chê được rồi cơn đói của cô phần nào bị sự sợ hãi đêm qua làm át đi nhưng giờ khi tâm trạng phần nào được ổn định thì nó lại quay trở lại dữ dội hơn chi bước xuống bếp không chút ngần ngại mà múc một bát cháo đầy cô ăn như thể một con ma đói vậy cũng may ông từ mến không nhìn thấy bộ dạng này Chứ nếu không Có khi ông tưởng cô bị trúng tà Rồi đem ra trục vong mất Ăn xong Chị trở lên nhà Sự nhớ ra bài báo của mình vẫn chưa hoàn thành Cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn Lần này thì có vẻ những người quản lý không còn kiên nhẫn được nữa Toàn là những tin nhắn than phiền, tức giận Vì cô hứa mà không chịu làm Chị cũng đâu còn cách nào khác ngoài xin lỗi và cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể cô soạn thảo trên điện thoại vì không mang máy tính theo còn ở nhà ông tư mến này thì những thứ đồ công nghệ lại càng không có đến chiều bài báo cuối cùng cũng được chia hoàn thành cô gửi nó đi kèm theo một lời xin lỗi dài đến cả chục dòng với hy vọng phía tòa soạn và người quản lý sẽ chấp nhận nó trời sập tối con bé diễm cũng được tư mến trở về từ nhà trẻ giờ đây chị mới có dịp nhìn con bé kỹ hơn nó xinh xắn lắm thể nào lớn lên cũng là một cô gái đẹp cho mà xem tuy nhiên con bé lại có vẻ ít nói và khó gần cả buổi nó cứ ngồi yên trên ghế nhìn ra ngoài sân mà không hé răng bất kỳ lời nào với một đứa trẻ tầm tuổi này thì nó phải hiếu động chạy nhảy và nói nhiều chứ nhưng nghĩ đi, đi cũng phải nghĩ lại Hoàn cảnh của con bé Quả thật không thể so sánh với những đứa đồng trang lứa khác Sau bữa cơm chiều Từ mến lại đưa cho Chi một cốc nước bùa Ông bảo Cô uống đi Ngủ hết đêm nay thì mai có thể về lại thành phố được rồi Dạ vâng ạ à. Nhưng để lát nữa em uống Giờ còn sớm quá Em phải giải quyết tí công việc Lát trước khi ngủ em sẽ uống À Thôi thế cũng được Tôi để sẵn trong phòng cho cô nhé Vâng Em cảm ơn anh Chị trở lại với chiếc điện thoại của mình Bây giờ chỉ có duy nhất một việc khiến cô bận lòng Đó là vấn đề tiền đền bù Theo đúng hạn thì ngày mai sẽ là ngày cô phải giao tiền cho ông Dũng Nhưng đợi mãi mà Luân vẫn chưa hồi đáp Không biết tiền đã được chuyển về hay chưa Thời gian cứ thế trôi đi Mới đây mà đã hơn 11 giờ khuya rồi Chị vẫn đợi tin từ Luân Và rồi cuối cùng thì anh ta cũng gọi Alo Nghe giọng đối phương vang lên Chị không đợi được nữa mà hỏi dồn Sao rồi Luân, có tiền chưa? À có rồi, tôi vừa mới nhận chuyển khoản xong Trời đất, mừng quá Bà trả luôn chứ, để tôi chuyển khoản cho họ À không cần đâu, do bên kia muốn tôi giao tiền mặt nên nếu được thì ông cứ chuyển vào tài khoản tôi, đợi sáng mai tôi ra ngân hàng rút rồi đưa cho họ. Ờ, ừ, thế cũng được, nhắn số tài khoản đi tôi chuyển. Ờ, ừ, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Bạn bè mà, đừng có khách sáo, sau này có gì nhớ giúp đỡ tôi là được. Lát sau nhận được tiền thì chim mừng lắm, mọi việc đã được giải quyết xong, giờ cô có thể bình yên mà ngủ một tức Sáng mai về lại thành phố tiếp tục làm việc để mà trả nợ cho Luân. Các điện thoại sang một bên, chỉ lúc này mới để ý. Còn bé Diễm vẫn đang loay hoay ở sau cửa phòng. Cô cất tiếng thì thầm gọi. Diễm, muộn rồi, đi ngủ đi con. Thế nhưng con bé lại lắc đầu, đáp lại. Bố sắp đánh mẹ nữa rồi, bố sắp đánh mẹ nữa rồi. Nghe tới đây, chị sực nhớ lại chuyện đêm qua cô thầm nhủ còn bé diễm này chẳng lẽ nó thấy được vong hồn của vợ chồng trúc sao nó thấy được cảnh vong hồn tú cho dù gã đã chết vẫn ngày đêm hành hạ vợ mình ư máu tò mò của cô nổi lên chỉ quyết định sẽ thức để hóng xem liệu mình có thể thấy được phong hồn một cách rõ ràng nhất hay không nhìn sang cốc nước bùa chị tự nhủ sẽ không cần uống nó nữa nhưng cũng không muốn trái lời tư mến nên cô đành mở hé cửa sổ phòng, hát cả cốc nước ra ngoài sân rồi nằm xuống. Lát sau từ mến từ ngoài bước vào, âm cầm cốc nước bùa đã cạn lên, nhìn qua chi rồi lặng lặng bước ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi, ông còn gằn giọng mình. Mày, lo ngủ đi, nhiều chuyện thì coi chừng tao đấy, nghe chưa? Cái giọng đầy tính hăm dọa này tất nhiên là hướng tới con bé Diễm rồi. Nhưng tại sao Tư Mến lại dùng cái giọng điệu này để nói với đứa cháu gái của mình? Chị mở mắt ra, thấy con bé Diễm vẫn đứng sát cánh cửa, chăm chú lắng nghe bên ngoài. Cô nhòm người bước xuống giường. Khi đến gần cánh cửa thì đúng là ở bên ngoài có tiếng động vọng lại. Nghe như thể ai đó đang kéo lê những đoạn dây xích bằng sắt đi vậy. Máu tò mò càng lúc càng nổi lên. Chị đưa tay lên miệng ra hiệu cho con bé Diễm im lặng rồi mở hé cửa, lách người bước ra. Bên ngoài khá tối, đèn điện trong nhà đã tắt hết, chỉ còn mấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ mà thôi. Trên chiếc giường gần đó, chỉ không thấy Tư Mến đâu. Chưa hết, cánh cửa nhà đang được mở toang hoác. Chỉ tiếp tục mò mẫm, bước tới trước để nghe ngóng. đúng là Tư Mến đang ở ngoài, nhưng dường như ông ta không đứng một mình qua ánh trăng lờ mờ chị nhận ra có đến ba cái bóng một là của tư mến hai người còn lại thì đang quỳ mọp dưới đất họ bị trói bằng một sợi dây xích dài đây chắc là thứ cô nghe thấy ban nãy chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì dòng tư mến vang lên mẹ kiếp chúng mày còn dám trốn đi không chúng mày còn dám trốn đi nữa không mày sao mày không cho tao siêu thoát mày ác lắm mày giết tao chưa đủ hay sao một giọng nói yếu ớt vang lên cầm mồm mày không có quyền được lên tiếng nghe chưa nghe chưa vừa thét ông vừa cầm một sợi roi mây có dán bùa vụt lia vụt lịa xuống hai cái bóng người còn lại vụt tới đâu tiếng khóc lóc vang lên tới đó chê hoảng quá giật lùi lại và chính bước lùi này của cô làm đánh rơi chiếc bình hoa trên bàn Âm thanh đổ vỡ vang lên Kéo theo sự khựng lại của cả Chi và Tư Mến bên ngoài Ai đó? Giọng Tư Mến vọng vào Chị tất nhiên không dám đứng lại rồi Cô lật đật quay trở lại phòng ngủ đóng cửa lại Chị kéo con bé diễm lên giường vờ nhắm mắt như không biết gì cả Nhưng rồi cánh cửa phòng bật tung Tư Mến từ ngoài bước vào túm lấy tóc chỉ rồi dựng cô dậy Mẹ kiếp là mày phải không Em Em Chỉ hoảng hồn xua xua tay Tao đã bảo mày uống nước rồi ngủ đi mà Sao mày cứng đầu vậy hả Sao mày Nói tới đây Từ mến như biến thành một con người khác Cả vỡ lấy cái đèn bàn Giờ lên rồi đập thật mạnh vào đầu chê Cơn choáng váng nhanh chóng ập đến Đưa cô vào cơn bất tỉnh nhân sự Chị là mờ tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ Cô nhận ra Tiếng động vừa đổi chính là từ việc mài dao của tư mến Xẹt xẹt Cá vừa mày Vừa đưa cặp mắt trừng trừng nhìn cô Anh Anh tư Anh Chị toàn định vùng dậy Nhưng cô cũng phát hiện mình đã bị trói nghiến cả tay chân từ bao giờ Sao Mày tỉnh rồi à Anh Tư Mau thả em ra đi Anh làm gì thế này Thả Tại sao tao phải thả Khi mày đã nghe lén được chuyện của tao Chuyện gì chứ Em em thề em không biết gì cả Anh đừng hiểu nhầm Mau thả em ra đi Mày tưởng tao ngu à Mày tưởng tao ngây thơ à Mày biết quá nhiều rồi Ếch chết tại miệng Còn mày chết vì biết quá nhiều Nhưng mà không sao Khi mày chết đi Tao sẽ cho mày siêu thoát Chứ không bắt ở lại hầu hạ tao làm gì Nghe những lời này Quả thực chi như muốn khóc thép Trời bên ngoài lúc này vẫn còn sáng Cô gân cổ lên Cố dùng hết sức lực của mình để gào Cứu bơi Cứu tôi với Thế nhưng làm sao được Bởi căn nhà này nằm cách xa đường cái Lại bao quanh bởi một đồng ruộng lúa Người đi bên ngoài không thể nào nghe thấy những tiếng cầu cứu của cô được Cơn đau đầu lại tiếp tục nặng hơn Chỉ không biết nó là từ khối u hay vết thương do tư mến đập bằng chiếc đèn bàn nữa Nhưng nó đâu còn quan trọng Khi cái chết đang đến gần hơn với cô bao giờ hết Tự mến cũng từ từ tiến lại với con dao trên tay Nhưng khi chỉ còn cách chi chừng ba bước Thì một tiếng động lớn vang lên Cánh cửa nhà bật tung Ánh sáng tràn vào Kèm theo một câu chửi Mẹ kiếp con chó cái Mày không chịu đền cho tao mà còn trốn tới tận đây cửa Và đây cũng là những thứ cuối cùng chưa nghe được Trước khi hai mắt cô mở dần Tiếp tục hôn mê Một tuần sau chị mới bắt đầu hồi phục ở bệnh viện. Những gì cô vừa trải qua nó còn kinh khủng hơn ngàn lần những cơn ác mộng. Từ mến đã bị bắt. Tại đồn, gã khai nhận hành vi tra tấn và cố ý giết người của mình với Chi. Đồng thời tại đây, vụ án năm xưa cũng được lật lại. Qua mấy ngày đấu tranh ròng đã, gã khai nhận sự thật. Rằng chính mình khi xưa có liên quan đến cái chết của vợ chồng Trúc Số là tư mến với Trúc không phải anh em ruột Cả nhận nuôi cô rồi nhận là anh từ khi mười mấy tuổi Đến khi Trúc lấy chồng Tư mến sinh lòng ghen tuông Bởi gã từ lâu đã có tình ý với cô Và rồi trong một lần Tú đi làm xa Tư mến đã làm chuyện đổi bại với Trúc Sợ chồng phát hiện nên Trúc cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng Rồi cô mang thai con bé Diễm Nói đúng hơn nó chính là đứa con của Tư Mến sau lần hãm hiếp ấy. Tư Mến cũng hứa sẽ không dám bén mảng tới để làm phiền Trúc nữa. Những tưởng sự thật đã được che giấu đi, nhưng giấy làm sao gói được lửa. Tú với linh cảm của mình đã phát hiện ra được sự thật. Quá đau lòng, anh treo cổ tự vẫn. Phát hiện chồng đã chết, Trúc gọi cho Tư Mến đến, mắng chửi gã vì đã gây ra sự việc này. Đồng thời cô cũng dọa sẽ báo công an bắt gã vì tội hãm hiếp Thời điểm ấy tư mến không làm chủ được nên đã ra tay giết hại Trúc Xong xuôi, gã ngụy tạo hiện trường, vợ như chính tú giết vợ mình Mọi chuyện có vẻ hợp lý khi chính tú vài ngày trước Khi phát hiện sự thật cũng có nói bóng gió là sẽ chỉ tội vợ mình cho người ngoài nghe Gã cũng tiết lộ, sau khi vợ chồng tú chết đi, gã bắt hồn họ lại để luyện bùa trở thành âm binh dưới trướng sai khiến. Chỉ khi biết được sự thật thì bàng hoàng lắm. Cô thật không ngờ mình đã ở gần kẻ sát nhân đến vậy. Chưa hết, còn một điều lạ là chính ông Dũng, tài xế taxi tiết lộ. Sáng hôm đó đã đến hẹn nên ông gọi điện cho Chi để đòi tiền, nhưng gọi mãi mà cô không nhấc máy. Đến tận chiều ông mới nhận được một tin nhắn từ chính Chi. Dòng tin nhắn chỉ vòn vẹn địa chỉ nhà của tư mến Thế là ông tức tốc chạy đi với tâm thế sẽ cho cô một bài học Nào ngờ đến nơi lại gặp cảnh tư mến định giết chết chi Thế là ông ra tay đập cho gã ta một trận luôn Nhưng câu hỏi đặt ra là Ai đã nhắn tin cho ông Dũng Tư mến ư ừ, Gã ta đâu có điên Còn chi thì lại càng không thể Còn bé Diễm cũng chẳng phải ngoại lệ Nó mới hơn 3 tuổi chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ đồ công nghệ và lại cũng đâu biết mật khẩu điện thoại của Chi. Đây vẫn mãi là một bí ẩn mà nhiều năm sau chỉ vẫn không bao giờ có thể biết được. Cảm ơn Minh Hoàng rất nhiều đã gửi về một câu chuyện rất là hay và mỗi một tập truyện của Minh Hoàng thì đều cho chúng ta những cái bất ngờ và cũng những cái cú mà lật kèo của các nhân vật trong câu chuyện rất là thú vị phải không ạ? Và cảm ơn các tác giả đã luôn đồng hành cùng kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận trong tập truyện ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.